Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 186. Nhưng toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ đã rơi vào tay giặc, bây giờ tuy chiến giới tạm thời chặn được hoang tộc, bất quá nếu như không có ngoại viện, đối với hoang tộc mà nói, cũng bất quá là bắt rùa trong hũ mà thôi. Bởi vì bọn họ đã vây quanh chiến giới. Trong chiến giới, mọi người tụ tập ở trong chiến thành, ngẩng đầu có thể chứng kiến vô số trận pháp vận chuyển lưu động. Bên ngoài chiến giới, cường giả hoang tộc và vạn giới tụ tập, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua chiến giới. Diệt trừ chiến giới, như vậy lịch sử của vạn giới sẽ viết lại. Hoang Doanh đứng ở trong hư không, bên cạnh hắn là bất tử tộc tộc trưởng, còn có Hoang Bất Nhị và Hoang Huyền, phía sau là vô số cường giả vạn giới. Khi biết Vĩnh Hằng quốc độ bị công phá, vô số giới không ngắm nhìn nữa, nhao nhao chạy đến Vĩnh Hằng quốc độ, hy vọng có thể chia một ít cơm thừa rượu cặn. Đối với cái này, Hoang Doanh cũng không cự tuyệt, bởi vì Vĩnh Hằng quốc độ còn có một chiến giới, diệt trừ chiến giới này, mới tính chân chính không có hậu hoạn. Hiện tại, những người này chạy đến, hắn tự nhiên là ước gì, bởi vì sẽ có vô số pháo hôi để dùng. Trong hư không, Hoang Huyền đột nhiên nói. Bắt đầu chưa? Hoang Doanh nhìn về phía Hoang Bất Nhị, Hoang Bất Nhị trầm giọng nói. Những trận pháp này rất mạnh, muốn phá vỡ sợ là cần rất nhiều thời gian. Hoang Doanh cười nói. Không có việc gì, chúng ta đợi được. Hoang Bất Nhị đang định nói, ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào xa xa. Trong tràng, sắc mặt mọi người đều biến đổi, mọi người sau lưng Hoang Doanh muốn ra tay, bất quá bị Hoang Doanh ngăn cản. Bởi vì nơi xa là Dương Diệp. Chứng kiến Dương Diệp, thần sắc của Hoang Doanh và Hoang Bất Nhị, còn có Hoang Huyền đều có chút khó coi. Dương Diệp là tới giúp đỡ. Nếu như Dương Diệp tới giúp đỡ, vậy phiền phức sẽ to lắm. Bây giờ Dương Diệp đang chống lại mạt pháp chi địa. Ngay cả mạt pháp chi địa cũng không làm gì được Dương Diệp. Càng nghĩ thần sắc mọi người càng khó coi. Xa xa, Dương Diệp quay đầu nhìn đám người Hoang Doanh, sau đó hắn quay người đi về phía chiến giới, bất quá rất nhanh hắn dừng lại, hắn quay người nhìn về phía Hoang Doanh. Có thể buông tha vạn linh không? Hoang Doanh nhìn Dương Diệp nói. Có thể. Hắn đương nhiên sẽ không nói không thể, hiện tại trong thiên địa này, có thể đối kháng Dương Diệp, chỉ có mạt pháp chi địa. Đừng nhìn hiện tại hoang tộc đã hầu như sắp thắng, nhưng nếu như Dương Diệp đứng ở bên Vĩnh Hằng quốc độ, thế cục sẽ lập tức thay đổi. Bởi vậy yêu cầu của Dương Diệp, hoang tộc không dám không chấp nhận. Bất quá còn tốt, cũng không phải yêu cầu quá đáng gì. Dương Diệp gật đầu, sau đó xoay người đi về phía chiến giới, khi hắn tiếp cận, trận pháp của chiến giới lập tức khởi động, cùng lúc đó, một phòng hộ cháo xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp lấy ra Thái U kiếm, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp xuyên qua phòng hộ cháo. Ở trước mặt Thái U kiếm, kết giới gì đều là phù vân. Chứng kiến Dương Diệp trực tiếp tiến vào chiến giới, đám người Hoang Doanh đều ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy tiến vào. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Trong chiến giới, một đạo kiếm quang rơi vào trước cửa thành. Giờ khắc này, vô số cường giả nhao nhao xuất hiện ở trên tường thành. Khi thấy là Dương Diệp, thần sắc mọi người càng như gặp đại địch, đề phòng không thôi. Lúc này Lưu Uyên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lưu Uyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, thần sắc cực kỳ phức tạp. Người trước mắt này, đã từng là một thành viên của chiến giới. Nếu như lúc trước Vĩnh Hằng quốc độ không như vậy với Dương Diệp, hiện tại Dương Diệp vẫn còn ở chiến giới mà nói, như vậy cục diện nhất định sẽ bất đồng. Dương Diệp nói, để cho hồn giáo giáo chủ đi ra. Hồn giáo giáo chủ. Hai mắt Lưu Uyên híp lại. Dương Diệp, người muốn bỏ đá xuống giếng sao? Dương Diệp lắc đầu. Lưu Uyên tiền bối, ta đây là bỏ đá xuống giếng sao? Ta không cảm thấy, để cho hắn đi ra, ân oán của ta và hắn cũng nên giải quyết dứt khoát. Lưu Uyên trầm giọng nói. Dương Diệp, lúc này Vĩnh Hằng quốc độ ta đã như vậy, nếu như còn có ngươi ra tay với chúng ta, này chính là muốn bức tử chúng ta. Dương Diệp cười nói. Không bao lâu trước, chẳng phải Vĩnh Hằng quốc độ cũng bức ta như vậy sao? Lưu Uyên trầm mặc. Dương Diệp lắc đầu. Thứ cho ta nói thẳng, coi như các ngươi thắng, mấy người kia cũng phải chết. Dương Diệp vẫn hùng hổ dọa người như vậy. Trầm mặc một lát, Lưu Uyên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, ta biết thực lực cá nhân của ngươi vô cùng cường đại, đơn ồ đả độc đấu,
chúng ta sợ là đã không ai có thể chống lại ngươi. Nhưng chiến giới ta có vô số người, còn có trận pháp đã từng bảo lưu lại, Dương Diệp, nếu liều mạng, ngươi không có cưu thế. Hiện tại hồn giáo là một phần tử của Vĩnh Hằng Quốc Độ, nếu như nàng đáp ứng, vậy chẳng phải là muốn rét lạnh tâm vô số người. Dương Diệp cười nhẹ. Ca Lưu Uyên, Vĩnh Hằng Quốc Độ ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu như đổi lại người khác đứng ở trước mặt ta nói như vậy, hiện tại lão tử liền tự tay tống táng chiến giới này. Nhưng vẫn là câu nói kia, ngươi đã từng có ân với ta, ta không muốn lấy oán báo ân. Nói xong hắn kêu Tiểu Bạch ra. Chứng kiến Tiểu Bạch, thần sắc của Lưu Uyên lập tức trắng bệch. Dương Diệp lạnh lùng nói. Nàng ngay cả trận pháp mà mạt pháp chi địa chuẩn bị cũng có thể đơn giản xóa đi, có muốn ta để cho nàng diệt sạch trận pháp của chiến giới ngươi không? Thiện Linh. Hai mắt Lưu Uyên chậm rãi đóng lại, nàng biết, tiểu gia hỏa này hiện tại có thể bức tử cả chiến giới. Bởi vì một khi trận pháp không có, đại quân hoang tộc áp tới, tất cả mọi người trong chiến giới sẽ xong đời. Mà trận pháp ở trước mặt tiểu gia hỏa này, không khác gì giấy dán. Chiến giới đã không còn bất luận tư cách gì nói điều kiện với Dương Diệp. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên rơi vào trước mặt Lưu Uyên. Hồn giáo giáo chủ. Lưu Uyên đang định nói, hồn giáo giáo chủ lắc đầu. Lưu Uyên đại nhân, việc này là chuyện của ta và hắn, chính chúng ta giải quyết, ngươi vào đi. Lưu Uyên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, thật sự không thể dàn xếp. Dương Diệp lắc đầu. Không tận diệt toàn bộ lực lượng cao đoan của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đã là ta báo ân tương trợ của ngươi. Lưu Uyên, lúc trước Vĩnh Hằng Quốc Độ đối đãi ta cùng với Cổ Kiếm Tông như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Cho nên đừng nói với ta cái gì dàn xếp không dàn xếp, trước kia bọn hắn có dàn xếp với ta không? Lưu Uyên trầm mặc một lát, sau đó xoay người rời đi. Nàng biết, hiện tại nói cái gì cũng đã không có ý nghĩa. Lúc trước Vĩnh Hằng Quốc Độ tạo nghiệt, hiện tại nên trả. Đương nhiên, nàng cũng may mắn lúc trước tương trợ qua Dương Diệp một lần, nếu như không phải lần kia tương trợ, bây giờ sợ là Dương Diệp căn bản sẽ không nói với nàng nhiều như vậy. Nhưng nàng vẫn rất đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc, bởi vì lúc trước Dương Diệp là người của chiến giới. Lưu Uyên tiến vào chiến thành, hồn giáo giáo chủ nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Thật sự là trước khác nay khác. Dương Diệp lắc đầu. Thật có lỗi. Ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đối diện Dương Diệp, hai mắt hồn giáo giáo chủ híp lại, tay phải hắn khẽ vẫy, siêu thần khí linh hồn chùy xuất hiện ở trước mặt, linh hồn chùy điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt, vô số linh hồn chi lực từ trong linh hồn chùy chấn động ra. Cùng lúc đó, cả người hồn giáo giáo chủ bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt linh hồn. Hồn giáo giáo chủ rất rõ ràng, trận chiến này hắn căn bản không có phần thắng. Hắn từng ở mạt pháp chi địa, vô cùng rõ ràng thực lực của Dương Diệp. Đơn đả độc đấu, chỉ có đám người Hoành Vạn Cổ mới có thể chống lại Dương Diệp. Cho nên vừa ra tay, hắn cũng đã không lưu thủ rồi. Không có giữ lại chút nào. Này là đấu pháp đồng quy vô tận. Dốc sức liều mạng, có lẽ còn có thể đổi mạng, không liều mạng, chỉ có nộp mạng. Lúc này kiếm của Dương Diệp đã tới. Vãng sinh kiếm. Thời điểm vãng sinh kiếm đâm tới, những linh hồn thể kia lập tức nổ tung. Vãng sinh kiếm cực kỳ khắc chế linh hồn. Trong nháy mắt, những linh hồn thể kia nhao nhao nổ tung, kiếm trực tiếp đâm vào linh hồn chùy. Răng rắc. Cả linh hồn chùy dạn nứt ra. Nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp chuyển hướng, kiếm đâm về phía hồn giáo giáo chủ ở phía sau linh hồn chùy. Khóe miệng hồn giáo giáo chủ nổi lên vẻ dữ tợn, sau một khắc. Linh hồn thể hắn đột nhiên bành trướng lên. Tự bảo. Nhưng lúc này, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành kiếm quang lóe lên. Xuy. Trong tràng, có tiếng xé rách vang lên, bén nhọn mà lại chói tai. Sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng hồn giáo giáo chủ. Yên lặng một cái chớp mắt, linh hồn của hồn giáo giáo chủ hư ảo, sau đó biến mất. Miểu sát. Dương Diệp thu kiếm, đi tới dưới cửa thành. Sau đó nói. Đệ tử Cổ Kiếm Tông đi ra. Tông chủ, chúng ta không thể đi, gia tộc thân nhân bọn ta đều ở chiến thành. Dương Diệp nói. Để cho bọn hắn đi cùng. Bốn người sửng sốt. Đi cùng. Dương Diệp gật đầu. Chuyện tình Vĩnh Hằng Quốc Độ, ta không muốn quản, nhưng mà chuyện của các ngươi, ta không thể bỏ mặc.
Ở lại chỗ này, các ngươi và gia tộc của các ngươi không có hy vọng sống. Để cho bọn hắn đi ra, theo ta ly khai, đổi nơi cư trú. Bốn người có chút do dự. Dương Diệp nhíu mày. Ở lại chỗ này, các ngươi đều sẽ chết, còn do dự cái gì? Lục Vân Tiên nói. Sợ là chiến thành bọn hắn. Dương Diệp lạnh lùng nói. Bọn hắn dám nói một chữ không sao. Lục Vân Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười nói. Được, chúng ta để cho bọn hắn đi ra. Nói xong, bốn người hưng phấn xoay người trở về chiến thành. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên không. Diệp gia có ở đó không? Lúc này một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, người tới chính là Diệp gia lão tổ, còn có Diệp Chi Bắc. Diệp gia lão tổ cười nói. Tiểu hữu hồi lâu không thấy. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tiền bối, lúc này cục diện ngươi cũng thấy. Thứ cho ta nói thẳng, coi như các ngươi có thể kéo mấy thập niên, cũng không có ý nghĩa gì, không phải sao? Diệp gia lão tổ trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta biết, bất quá lão phu không thể ly khai. Hình gia gia chủ đã chết trận, lão gia hỏa Lục gia cũng đã trọng thương chí tàn, hiện tại mệnh giới thiếu người. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Diệp gia lão tổ lại nói. Còn nữa, chỉ cần mạt pháp chi địa cùng mấy yêu nghiệt các ngươi không giúp đỡ hoang tộc liền khó có thể tiến đến. Còn nữa, lần này nếu đệ tử Diệp gia ta có thể ở trong nguy cơ sống sót, đối với bọn họ mà nói, tuyệt không phải là chuyện xấu. Cho nên, tâm ý của tiểu hữu chúng ta tâm lĩnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Nếu như có một ngày, chiến giới phá diệt, mà ta lại còn sống, truyền âm cho ta tới đón ngươi, còn có Diệp gia phía sau ngươi. Nghe vậy, trong lòng Diệp gia lão tổ cuồng hỉ. Tuy hắn ở lại nơi này, nhưng đây là một đánh cược, nếu như Diệp gia ở trong loại tuyệt cảnh này sống sót, ngày sau gia tộc bọn họ nhất định tăng lên kinh khủng. Nhưng đánh cược là có nguy hiểm to lớn, bởi vì một khi chiến thành phá, Diệp gia sẽ biến mất. Nhưng bây giờ có Dương Diệp hứa hẹn, vậy thì đồng nghĩa với coi như chiến thành phá, Diệp gia cũng có thể sống. Hắn làm sao không cuồng hỉ? Thần sắc của Diệp Chi Bắc cũng có chút động dung, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Cảm ơn. Cái hứa hẹn này, thật sự có thể nói là bùa cứu mạng của Diệp gia. Mà trên tường thành, nội tâm vô số người cực kỳ phức tạp. Đãi ngộ của Diệp gia, là bởi vì lúc trước Diệp gia không có lựa chọn đi nhầm vào Dương Diệp. Hối hận. Đặc biệt là Hình gia, nếu như lúc trước bọn hắn lưu tâm Hình Bỉ Thanh, có Hình Bỉ Thanh ở đây, nói không chừng Hình gia cũng có đãi ngộ như vậy, đáng tiếc, Hình gia bức Hình Bỉ Thanh rời đi. Không có Hình Bỉ Thanh. Hình gia căn bản không có vốn liếng đối thoại với Dương Diệp. Dương Diệp bây giờ, đã không phải Dương Diệp lúc trước bị Vĩnh Hằng Quốc Độ đuổi giết khắp nơi rồi. Lúc này Lục Vân Tiên dẫn một đám người đến dưới thành, người trong chiến thành không có ngăn trở, coi như muốn cũng không dám. Dương Diệp bây giờ, bất kể là hoang tộc hay chiến thành, đều không dám đối kháng chính diện. Dương Diệp không có để ý những người trên tường thành, mà nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Cáo từ. Nói xong, thân hình hắn run lên, mang theo đám người Lục Vân Tiên phóng lên trời. Nhìn đám người Dương Diệp rời đi, Diệp gia lão tổ thấp giọng thở dài. Chi Bắc, khá tốt lúc trước Diệp gia ta không có lựa chọn đối địch với hắn. Khóe miệng Diệp Chi Bắc hơi cuộn lên, lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp. Bên ngoài chiến giới, Dương Diệp dẫn một đám người từ chiến giới đi ra, một ít cường giả lập tức vây quanh, bất quá khi nhìn thấy là Dương Diệp. Những người kia vội vàng thối lui. Không thể ngăn ra hỏa này, ngăn là sẽ xảy ra chuyện. Dương Diệp nhìn thoáng qua mọi người hoang tộc, sau đó xoay người rời đi. Lúc này Hoang Doanh đột nhiên nói. Dương huynh. Dương Diệp dừng bước lại, Hoang Doanh nói. Có thể tương trợ không? Chỉ lúc này thôi. Chỉ cần Dương Diệp kêu Tiểu Bạch ra, những trận pháp thần bí kia đều sẽ lập tức biến mất. Có thể nói, chỉ cần Tiểu gia hỏa kia nhẹ nhàng vung Tiểu Chảo. Trong tất cả mọi người chiến giới đều phải chết. Mà hoang tộc cũng sẽ coi như chân chính thắng lợi. Khi đó, hoang tộc chính là chủ nhân mới của Vĩnh Hằng Quốc Độ, quy tắc của Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ do hoang tộc đến định. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh, lắc đầu. Không được. Nhưng Hoang Bất Nhị lại lắc đầu. Chớ nghĩ như vậy. Hoang Huyền nhìn về phía Hoang Bất Nhị trầm giọng nói. Nếu như tổn trưởng ở đây, có lẽ còn có thể để cho người này cố kỵ một chút,
nhưng tộc trưởng đã không còn, hiện tại hoang tộc chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc ngựa chi này, đừng nói chúng ta, coi như mặt pháp chi địa ở trước mặt hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Bất quá không sao cả, hắn quấn vào ân oán của thiên mệnh và cơ mạt pháp chi địa, giữa bọn họ cuối cùng sẽ chết một phương, có lẽ qua không được bao lâu, thế gian này liền không có Dương Diệp rồi. Hoàng Huyền nhẹ gật đầu, Dương Diệp và những đại lão kia, cuối cùng phải phân ra thắng bại. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là bình chân như vậy, ngồi thu ngư ông chi lợi. Lúc này Hoàng Doanh đột nhiên nói. Ra tay đi, giải quyết xong chiến giới này, chúng ta chính thức không có nỗi lo về sau. Theo Hoàng Doanh ra lệnh, vô số cường giả lập tức vọt về phía chiến giới, cùng lúc đó, trong chiến giới, vô số trận pháp nhao nhao khởi động. Những trận pháp kia chung vào một chỗ, tuyệt không yếu hơn ở mạt pháp chi địa. Bất quá bên hoang tộc hiển nhiên cũng có cách đối phó, chính là chiến thuật biển người. Dây dưa đến chết. Bên kia, Dương Diệp mang theo mọi người ngừng lại. Lục Vân Tiên và đám đệ tử kiếm tông nhìn Dương Diệp thi lễ, người phía sau bọn họ cũng là theo chân hành lễ. Lúc này đây Dương Diệp tương trợ, có thể nói là ân cứu mạng. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Việc nhỏ mà thôi. Nói xong hắn liếc nhìn mọi người. Các ngươi có tính toán gì không? Lục Vân Tiên trầm giọng nói. Chúng ta muốn rời đi nơi này, nơi khác linh khí có thể không như nơi đây, nhưng ít ra an toàn, chúng ta muốn đợi Vĩnh Hằng Quốc Độ bình tĩnh lại về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng có thể. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ xác thực rất không yên ổn, ở chỗ này, thật quá nguy hiểm. Lục Vân Tiên do dự một chút, sau đó nói. Tông chủ, chuyện giữ ngươi và mạt pháp chi địa. Dương Diệp cười nói. Đừng lo lắng ta, các ngươi bảo vệ tốt chính các ngươi là được rồi. Lục Vân Tiên nhẹ gật đầu, chuyện của Dương Diệp, bọn hắn xác thực không nhúng tay được. Nếu như nhúng tay, cũng chỉ là cho Dương Diệp thêm phiền phức mà thôi. Giống như nghĩ đến cái gì, Lục Vân Tiên lại nói. Đúng rồi, trong tông có chút gia hỏa đi giới khác khai tông lập phái. Mặc dù chỉ là tiểu tông tiểu phái, nhưng ta cảm thấy thật có ý tứ. Còn nữa, bọn hắn đều dùng tên cổ kiếm tông. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Bọn hắn đều thay tông chủ ngươi dựng lên một pho tượng, hơn nữa nói cho đệ tử trong tông môn, ngươi là tông chủ chân chính của cổ kiếm tông. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Bọn người kia. Lục Vân Tiên cười nói. Ngày sau có lẽ có rất nhiều đệ tử cổ kiếm tông đi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, khi đó bọn hắn sẽ nghe được sự tích của tông chủ ngươi. Chẳng qua là, bọn hắn có chút bận tâm. Lo lắng cái gì? Dương Diệp hỏi. Lục Vân Tiên nói. Lo lắng tông chủ ngươi không thích, nhưng bọn hắn nói, chỉ cần tông chủ ngươi có nhu cầu, bất kể là chân trời góc biển, bọn hắn đều chạy đến, hơn nữa chỉ nhận ngươi là tông chủ. Cổ kiếm tông ở thời khắc nguy nan, là Dương Diệp không rời nửa bước, dốc sức bảo vệ cổ kiếm tông. Hơn nữa, bọn họ và Dương Diệp có thể nói là chung hoạn nạn, bởi vậy trong lòng đệ tử cổ kiếm tông, Dương Diệp chính là tông chủ duy nhất. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Ta không có không thích, nếu như có thể mà nói, người đi liên lạc bọn hắn, nói cho bọn hắn biết, thành lập tông môn là một chuyện tốt, nhưng ta thật không thích nhìn thấy đệ tử tông môn đổ sát lẫn nhau, đây là ta không muốn nhìn thấy. Lục Vân Tiên nghiêm mặt nói. Cái này tông chủ có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau. Dương Diệp gật đầu, như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Lục Vân Tiên, sau đó nói. Ngươi không phải cũng muốn sáng lập một cái chứ? Lục Vân Tiên ngượng ngập cười cười. Huynh đệ chúng ta xác thực có ý nghĩ này. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói. Có thể. Hắn nói xong bấm tay điểm một cái, một tia bạch quang xông vào mi tâm Lục Vân Tiên. Đây là... Lục Vân Tiên ngạc nhiên. Dương Diệp nói. Ta đã từng học qua một ít kiếm kỹ, còn có một chút lĩnh ngộ và tâm đắc của ta, hy vọng có trợ giúp với các ngươi. Nghe vậy, Lục Vân Tiên vốn ngây cả người, sau đó hắn nhìn Dương Diệp thi lễ. Dương Diệp cười nói. Đi thôi, hy vọng chúng ta còn có thể có một ngày gặp mặt. Lục Vân Tiên nhẹ gật đầu, sau đó nói. Tông chủ bảo trọng. Nói xong, đám người Lục Vân Tiên quay người rời đi. Dương Diệp nhìn mọi người đi xa, im lặng không nói. Đối với những đệ tử cổ kiếm tông này mà nói, là một chuyện tốt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, quay người rời đi.
Dương Diệp cũng không biết, rất nhiều năm xa lưu, thế giới này xuất hiện vô số môn phái kiếm tu cường đại, mà làm cho người ta không hiểu là, tổ sư của những môn phái kiếm tu cường đại đến từ vô số giới bất đồng kia, vì vậy mà đều là cùng một người. Một thế giới không biết tên, thế giới này đúng là thế giới mà đám người Hoành Vạn Cổ chọn lựa. Lúc trước người mạt pháp chi địch ca thua chạy đều đến nơi này. Ở bên cạnh một đầm nước, Hoành Vạn Cổ xếp bằng ngồi dưới đất, chung quanh vô số linh khí không ngừng tuôn về phía hắn, theo linh khí càng ngày càng nhiều tràn vào, tổn thương trên người Hoành Vạn Cổ chậm rãi khôi phục, bất quá so sánh với Dương Diệp, khôi phục thật sự có chút chậm. Không chỉ Hoành Vạn Cổ, người của mạt pháp chi địa đều đang chữa thương. Lúc trước trận chiến ấy, đối với bọn hắn mà nói, tiêu hao rất lớn. Lúc này một lão giả đi tới trước mặt Hoành Vạn Cổ. Đúng là Kính Tiên Sinh. Hoành Vạn Cổ cũng không có mở mắt ra, Kính Tiên Sinh nói. Hắn sắp ly khai Tam Duy Vũ Trụ rồi. Hiển nhiên là chỉ Dương Diệp. Hoành Vạn Cổ trầm mặc. Kính Tiên Sinh nói. Đuổi không? Hoành Vạn Cổ mở mắt, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười tự giễu. Đuổi theo, lấy cái gì đuổi theo? Hắn hiện tại, chúng ta đã giết không được rồi. Lúc trước đánh với Dương Diệp một trận, hắn là thiếu chút nữa bị chém giết. Cho dù hắn bại lộ át chủ bài, cũng không đánh thắng được Dương Diệp. Đặc biệt là khi Dương Diệp tiến vào trạng thái ma hóa, uy lực của kiếm kia, quả thực khiến người ta sợ hãi. Bây giờ Dương Diệp đã là một người bọn hắn căn bản không làm gì được. Bên cạnh, Kính Tiên Sinh trầm mặc. Dương Diệp bây giờ, xác thực đã không phải mạt pháp chi địa có thể chém giết, cho dù mạt pháp chi địa có nhiều cường giả đỉnh cao như vậy. Kính Tiên Sinh thu hồi suy nghĩ. Vậy nên như thế nào? Hoành Vạn Cổ nói. Trước chữa thương. Kính Tiên Sinh nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hoành Vạn Cổ trầm mặc một lát, sau đó hắn đứng dậy, đi tới một ngọn núi, trước mặt hắn là một hang núi, trong động có hồng quang quỷ dị. Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói. Chúng ta đã không làm gì được hắn. Sau một lúc lâu, trong sơn động, một giọng nói vang lên. Ngươi không đủ mạnh. Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua sơn động. Sau đó thì sao? Thanh âm kia nói. Muốn trở nên mạnh mẽ không? Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Hoành Vạn Cổ là hai mắt hơi híp lại, trong mắt tràn đầy đề phòng. Ha ha! Thanh âm kia đột nhiên cười nói. Ngươi quả nhiên không phải ngu xuẩn, phản ứng đầu tiên là đề phòng mà không phải cao hứng. Hoành Vạn Cổ lạnh nhạt nói. Các hạ thẳng nói đi. Thanh âm kia nói. Có phải ngươi tu luyện một thần công tên là Huyền Trung Kim Cháo hay không? Hoành Vạn Cổ nhíu mày. Ngươi biết thần công này? Thanh âm kia nói. Biết rõ, một công pháp rất tốt. Đáng tiếc, ngươi không tu luyện đến mức tận cùng, lúc này mới không thể phòng vệ kiếm của Dương Diệp kia. Hoành Vạn Cổ nói. Xin chỉ giáo. Thanh âm kia nói. Ngươi muốn tu luyện công pháp này đến mức tận cùng, phải đi phương pháp cực đoan. Hoành Vạn Cổ nhíu mày. Phương pháp cực đoan như thế nào? Thanh âm kia nói. Thế gian có vô số loại lực lượng, mà có ba loại thích hợp ngươi nhất, đại địa chi lực, sinh linh chi lực, không gian chi lực. Nếu Huyền Trung Kim Cháo của ngươi tăng thêm ba loại lực này, uy lực nhất định tăng lên gấp mấy lần, lực lượng đồng dạng sẽ tăng gấp đôi. Hoành Vạn Cổ trầm mặc một lát, sau đó nói. Làm sao tăng lên? Thanh âm kia nói. Ta truyền cho ngươi một số bí thuật. Ngươi đi tìm thế giới, điên cuồng thôn phệ đại địa chi lực và không gian chi lực ở nơi đó, còn có sinh linh chi lực ở nơi đó, cứ như vậy, mãi cho đến ngươi cảm giác đã tới cực hạn mới thôi. Hoành Vạn Cổ nhíu mày. Thôn phệ thế giới. Thanh âm kia nói. Chỉ như thế. Hoành Vạn Cổ trầm mặc. Như thế nào, cảm thấy tàn nhẫn. Thanh âm kia nói. Hoành Vạn Cổ lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt Hoành Vạn Cổ đại biến, hai tay của hắn hư trương. Một cỗ kim quang từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, sau một khắc, ở toàn thân hắn, xuất hiện một kim sắc hộ cháo thật dày. Huyền Trung Kim Cháo. Nhưng thời điểm bàn tay màu đen va chạm vào kim sắc hộ cháo. Kim sắc hộ cháo trực tiếp nổ bể ra, Hoành Vạn Cổ bay ra ngoài ngàn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Hoành Vạn Cổ tràn ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn động, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, trong lòng càng khiếp sợ đến tột đỉnh. Thực lực thật khủng khiếp.
Lúc này thanh âm kia vang lên bên tai Hoành Vạn Cổ. Cảm giác như thế nào? Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói. Thực lực của ngươi mạnh như thế, vì sao lúc trước không cưỡng ép chém giết Dương Diệp? Bỏ mặc hắn như thế, ngày sau tuyệt đối là họa lớn. Còn nữa, trên người người này có thiện linh và ác linh, người giết hắn, cả hai lập tức tới tay. Thanh âm kia lạnh nhạt nói. Vì sao? Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói. Thanh âm kia nói. Khi đó một kích kia, là lực lượng cực hạn ta có thể bại lộ, nếu như lực lượng của ta lại mạnh, tình huống sẽ không giống như trước nữa. Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói. Thiên mệnh. Thanh âm kia nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Nếu như ta là ngươi, coi như bại lộ mình, cũng sẽ chảm sát đối phương, người này quá mức yêu nghiệt, bỏ mặc xuống dưới, không ai có thể chống đỡ được hắn. Thanh âm kia nói. Còn có kẻ càng đáng sợ hơn hắn, ánh mắt không nên quá thấp, ngươi nên rõ ràng mục tiêu chân chính của chúng ta. Nếu như ta giết hắn, bại lộ mình, hết thảy đều kết thúc. Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói. Vậy lúc nào ngươi sẽ phản kích? Thanh âm kia nói. Thực lực của ta khôi phục. Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua sơn động. Lúc trước ngươi thua, đúng không? Thanh âm kia cười lạnh. Thua, bất quá ta là thua thiên mệnh hoàn chỉnh và thiên mệnh kiếm hoàn chỉnh. Còn nữa, nếu như năm đó không phải ta bị tạp chủng ở tứ duy không gian kia kiểm chế, ta sao sẽ bị nàng? Nói đến đây, đối phương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lại nói. Nàng lúc trước, xác thực không ai bì nổi, thế gian vô địch thủ. Nhưng bây giờ, nàng tự mình phân giải, biến thành bốn cái, thực lực không bằng trạng thái đỉnh phong, này chính là cơ hội của chúng ta. Hoành Vạn Cổ trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta biết ngươi có tính toán của mình, cũng có băn khoăn của mình, nhưng thứ cho ta nói thẳng, lúc trước ngươi không cưỡng ép chém giết Dương Diệp, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong sơn động, một cánh tay đen nhánh đột nhiên xẹt qua sơn động, theo tay vung lên, không gian chung quanh liên tục không ngừng có lực lượng hắc ám xuất hiện. Mà ở trong sơn động, thời gian dần trôi qua xuất hiện một thanh kiếm hư ảo. Kiếm đen kịt, dài khoảng 4 thước, không có chuôi kiếm. Kiếm hư ảo, hiển nhiên không phải thực thể. Mà ở trong hắc động, vô số lực lượng hắc ám không ngừng tràn vào kiếm. Theo những lực lượng kia tràn vào, kiếm đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Qua không biết bao lâu, một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nếu như Dương Diệp ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi vì người tới này, là ám chủ của ám thế giới. Ám chủ nhìn thoáng qua kiếm kia. Chủ nhân, kiếm này là... Một giọng nói vang lên. Kiếm trong thiên hạ, phàm kiếm cầm đầu, thiên mệnh kiếm thứ hai, muốn chém giết thiên mệnh mạnh nhất kia. Nhất định phải khắc chế hành đạo kiếm trong tay nàng. Ta luyện kiếm này 67.000 loại, chuyên vì khắc chế thiên mệnh kiếm. Thân kiếm đã gần được, nếu có thiện linh và ác linh tế kiếm, kiếm này sẽ trở thành thiện ác kiếm, coi như gặp được phàm kiếm cũng có thể chống lại, cũng tuyệt đối là kiếm duy nhất có thể chống lại phàm kiếm. Ám chủ nói, Dương Diệp này, đã khó đối phó rồi. Thanh âm kia nói, không sao cả, chờ thực lực của ta khôi phục một ít. Ta tự mình đi tìm hắn. Ám chủ nhẹ gật đầu. Chủ nhân tự mình ra tay, tự nhiên là không có vấn đề. Đúng rồi, hoàng tộc ở dưới chúng ta âm thầm trợ giúp, đã tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ, bất quá trong chiến thành còn có dư nghiệt. Thanh âm kia nói. Con sâu cái kiến mà thôi, không cần quản, để cho hoang doanh kích hoạt thần linh thần mạch, ta cũng cần thần mạch tế kiếm. Hắn do dự một chút, sau đó nói. Thần mạch là căn cơ của Vĩnh Hằng quốc độ, nếu hút ra ta sợ đám người hoang doanh không cho phép. Thế giới này đã không phải thế giới của ta rồi, tính mệnh của vạn vật vạn linh, không đáng nhắc tới nữa. Về phần hoang doanh, nếu hắn không chịu, giết, thay người là được. Đã minh bạch, ám chủ có chút thi lễ, sau đó quay người rời đi. Trong sơn động, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong tinh hà mờ mịt, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng chậm rãi đi về phía trước. Rời đi không biết bao lâu, đột nhiên hắn ngừng lại. Trên bầu trời, một đôi mắt lặng yên ngưng hiện, rất nhanh, một giọng nói vang lên. Kiếm tu, vì sao tới đây? Kiếm tu ngẩng đầu. Một nữ kiếm tu nói với ta, tứ duy vũ trụ các ngươi rất mạnh, cho nên ta tới tìm các ngươi luận bàn một chút. Yên tâm, ta không giết các ngươi, chỉ luận bàn một chút mà thôi. Nhưng không gian chung quanh kiếm tu bình yên vô sự. Sau một khắc,
Trường kiếm phóng lên trời. Xuỳ. Một âm thanh nứt vỡ vang vọng lên. Ngay sau đó, một tiếng giống giận dữ vang vọng, rất nhanh, cặp mắt kia trở nên hư ảo. Chạy thoát. Trường kiếm từ không trung rơi xuống, kiếm tự động rơi vào trong vỏ kiếm. Kiếm tu đi xa, đi vài bước, đột nhiên hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xa, ánh mắt của hắn dường như xuyên qua vô số giới, rất nhanh, đột nhiên hắn nở nụ cười. Hận chi kiếm đạo, có chút ý tứ, từ tình sinh hận, không hổ là tình chi kiếm đạo, bao hàm vô số. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không vô tận. Bình sinh chỉ tiếc ba lần, thứ nhất, không thể cùng phụ thân ngươi chính thức chiến một trận, hắn tự hủy võ đạo, cam nguyện chịu chết. Đây là tiếc thứ nhất, tiếc thứ hai, không thể sinh ở thời đại thiên đạo cùng quần hùng chiến một trận, cùng thiên đạo chiến một trận, cùng thiên mệnh đỉnh phong chiến một trận, ngươi và ta không ở cùng một thời đại, đây là tiếc thứ ba. Bất quá còn tốt, ta có thể đợi ngươi, kiếm đạo chi lộ, ta đi trước một bước, ở chỗ kiếm đạo đỉnh phong, ta chờ ngươi. Nói xong, hắn đi xa. Rất nhanh, bóng lưng hắn biến mất ở trong tinh không. Một chỗ khác. Hai nữ tử đi sóng vai, thế giới xung quanh của hai nữ là một thế giới hỗn độn, bốn phía tràn đầy màn sương màu xám cho, hết thảy đều nhìn không quá rõ ràng. Hai nữ đúng là Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú. Giờ khắc này, trên người hai nữ đều là tổn thương, rất nhiều tổn thương. Hình thể của hai nữ đều không khác mấy, nhìn giống như hai tiểu cô nương. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói. Vì cái gì lúc trước giúp đỡ tiểu tử kia như vậy? Hiển nhiên là chỉ Dương Diệp. Lúc trước Thiên Tú có thể nói là lấy mạng giúp Dương Diệp. Thiên Tú lạnh nhạt nói. Ta đã từng suy yếu qua một đoạn thời gian, lúc kia, là hắn chiếu cố ta, hắn tốt với ta, không có bất kỳ tính chất lợi ích, chỉ đơn thuần như vậy. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi thì sao? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Mới đầu ta chỉ là muốn giúp nhị nha, nàng đã từng có ân với ta. Đằng sau tiếp xúc. Mặc dù người này là kẻ lỗ mãng, nhưng rất chân tình, không có ý xấu, coi trọng người bên cạnh còn trọng yếu hơn tính mạng của mình, đặc biệt là thái độ đối với linh tổ, hắn không có để ý lợi ích, đó là yêu đơn thuần, khó trách tiểu gia hỏa kia ỷ lại hắn như vậy. Khóe miệng Thiên Tú hơi cuộn lên, không nói gì. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói. Có hứng thú làm một ít chuyện hay không? Thiên Tú lạnh nhạt nói. Làm. Kỳ Bỉ Thiên vỗ vỗ bờ vai của Thiên Tú, cười ha ha một tiếng, rất nhanh, thân hình hai nữ run lên, thân thể trực tiếp xé rách hư không, bắn về phía xa xa. Hư vô thế giới. Ngày hôm nay, thiên nữ đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng xuất hiện một hư ảnh. Thiên nữ nhìn về phía hư ảnh. Hắn rời đi. Hư ảnh nói. Đi rồi. Thiên nữ nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Hư ảnh nói. Có hứng thú đi một địa phương khác không? Ở đâu? Thiên nữ hỏi. Hư ảnh nói. Bây giờ ngươi đã thôn phệ vô số hư vô thế giới, thực lực đã ở mệnh cảnh đỉnh phong, muốn tăng lên, phải thôn phệ nhân vật càng mạnh mẽ. Hai mắt thiên nữ híp lại. Cửu trọng không gian. Hư ảnh gật đầu. Phải. Thiên nữ nhìn hư ảnh hồi lâu. Nhận thức lâu như vậy, xưng hô như thế nào? Hư ảnh trầm mặc một lát, sau đó nói. Nhân đế, thiên nữ nhíu mày, đang muốn hỏi, lúc này hư ảnh kia lại nói. Nhân đế đời thứ nhất là cha ta, đã chết ở trong tay thiên đạo, ta là đời thứ hai. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Mà ngươi, sẽ là đời thứ ba. Thiên nữ có chút khó hiểu. Có ý tứ gì? Nhân đế nói. Sau này ngươi sẽ rõ, đi thôi. Nói xong, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên nữ trầm mặc một lát, sau đó cũng đi theo. Trong thông đạo không gian đi cửu trọng không gian, Dương Diệp cầm kiếm điên cuồng chém không gian trước mắt. Đánh tới biên giới tứ duy không gian. Thần khí có thể dùng, nhưng tuyệt đối không thể ỷ lại. Một khi ỷ lại, sẽ bị lạc chính mình, thậm chí sẽ sa đọa. Thực lực của mình, mới là thực lực chân chính. Mà trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch vẫn đang bồi dưỡng Thiên Chu Kiếm. Thiên Chu Kiếm không có linh, uy lực sẽ giảm xuống rất nhiều, bởi vậy mỗi ngày nàng đều sẽ dành rất nhiều thời gian đi ra bồi dưỡng thanh kiếm này, hy vọng sớm ngày hình thành kiếm linh, sau đó để cho Dương Diệp dùng. Đáng giá nhắc tới là, Tiểu Long đã đạt tới mệnh cảnh, còn Tiểu Úc Ngưu Tiểu Hổ thì kém một chút.
Đương nhiên, coi như chúng nó đạt tới mệnh cảnh, Dương Diệp cũng sẽ không để cho chúng tham chiến, hiện tại đối thủ của hắn đã không phải người và yêu thú bình thường có thể đối phó. Để cho đám thú tiểu long tham dự, chẳng khác nào để cho bọn hắn đi chịu chết. Hiện tại duy nhất có thể tham chiến, là Nhị Nha. Dương Diệp tin tưởng, chỉ cần Nhị Nha tỉnh lại, Nhị Nha tuyệt đối là tồn tại kinh khủng nhất, ngay cả hắn cũng không nhất định đánh thắng được Nhị Nha. Nhị Nha rất nguy hiểm. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp té bay ra ngoài mấy vạn trượng. Trên không trung, trong miệng Dương Diệp không ngừng phun máu tươi. Bang bang. Hai chân Dương Diệp dùng sức, mạnh mẽ ép mình ngừng lại, mà xa xa, chỗ đó lúc trước bị hắn bổ ra thông đạo không gian bắt đầu phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp làm cho người hít thở khó khăn cuốn tới. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, lần nữa lùi lại, nhưng cỗ uy áp kia không có ý ngừng, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Không thể lùi lại. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn về phía xa, thần sắc dần dần băng lạnh xuống, hắn biết rõ, lùi lại như vậy, sợ là phải lui đến cửu trọng không gian. Tiến. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi nâng qua đầu đỉnh, sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh. Cả người bay thẳng đến xa xa. Xuy. Trong tràng, một âm thanh nứt vỡ vang lên, chỗ Dương Diệp đi qua, không gian bị cắt xé, rất nhanh, hắn đi tới trước mặt cỗ lực lượng kia. Yên lặng một cái chớp mắt. Một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Lần này bay, chính hắn cũng không biết đã bay bao xa. Hắn chỉ biết. Cách biên giới tứ duy vũ trụ càng ngày càng xa. Dương Diệp vừa dừng lại, hắn còn chưa kịp trấn áp cảm giác khó chịu trong cơ thể, không gian trước mặt hắn lại cuốn tới. Răng rắc, toàn thân Dương Diệp đã rạn nứt. Ít hầu Dương Diệp lăn lộn, cưỡng ép nuốt xuống máu tươi, sau đó hắn tung người một cái, cầm kiếm mãnh liệt chém xuống. Hai tay Dương Diệp run lên kịch liệt, sau đó cả người như diều đứt dây té bay ra ngoài. Cứ như vậy, Dương Diệp không ngừng lùi lại. Ước chừng sau 3 canh giờ. Cửu trọng không gian đột nhiên xuất hiện một khe hở, rất nhanh, một nhân ảnh từ trong đó rơi xuống. Sau đó mảnh không gian này đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Dương Diệp nằm trên đất, không nhúc nhích. Lúc này một nhân ảnh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Người tới chính là Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua đỉnh đầu, vết rách kia đã khép lại, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Âm Dương Tiên cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp đã ngã xuống đất, hắn lắc đầu. Một tên đáng thương. Lúc này thân thể Dương Diệp run rẩy, sau đó hắn từ từ bò lên. Dương Diệp nhìn thoáng qua Âm Dương Tiên, sau đó nói. Tiền bối tới rồi. Âm Dương Tiên cười hắc hắc. Thế nào, bị đánh trở về rồi hả? Dương Diệp gật đầu, này không có gì mất mặt cả, đánh không lại chỉ là đánh không lại, hắn không phải người chết vì sĩ diện. Mặt mũi. Không, hắn là không biết xấu hổ. Dương Diệp ngồi ở một bên, sau đó bắt đầu chữa thương, thời điểm này, phải nhanh chữa khỏi tổn thương, vạn nhất gặp phải người của mạt pháp chi địa, vậy coi như phiền phức. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Diệp hồi tưởng trước đó. Hắn có chút khinh địch. Lúc đầu, hắn mọi việc đều thuận lợi, hắn cảm thấy cái kia cũng không có gì khó khăn, nhưng khi hắn muốn chân chính bước vào biên giới tứ duy vũ trụ, hắn phát hiện mình sơ suất. Độ khó từ nơi ấy mới thật sự là bắt đầu. Nếu như hắn dùng vãng sinh kiếm hoặc thái u kiếm, khẳng định có thể đơn giản đi lên, hai thanh kiếm này rất đặc thù, đặc biệt là thái u kiếm, trời sinh khắc chế không gian. Nhưng hắn không muốn như vậy. Nhiều khi đi đường tắt, không phải một sự tình tốt đẹp gì. Bởi vì đi đường tắt nhiều có khả năng sẽ bị lạc lối. Lúc này Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Ngươi cũng sắp đi tới biên giới rồi. Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên lạnh nhạt nói. Ra tay với ngươi, thực không phải cửu trọng không gian, mà là tứ duy vũ trụ không gian bên kia tự mình phòng ngự. Còn cửu trọng không gian này, linh tính của nó đã bị diệt, đã không có tác dụng gì. Tứ duy vũ trụ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng thoải mái, khó trách khủng bố như vậy. Lúc này Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hắn nhìn về phía Âm Dương Tiên. Cái không gian này không có linh. Âm Dương Tiên gật đầu. Như thế nào, ngươi không biết. Dương Diệp ngây cả người, rất nhanh, khóe miệng của hắn hơi vén lên. Không có linh.
vậy để cho Tiểu Bạch tạo ra nha. Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên, Âm Dương Tiên nhìn hắn. Mới vừa rồi tiểu tử ngươi cười quá bị ổi, ngươi khẳng định tại có ý đồ xấu gì. Dương Diệp, Âm Dương Tiên lại nói. Ta phải cách ngươi xa một chút mới được. Lúc trước hắn là bị Dương Diệp hại qua. Tiểu tử này, bụng thối như hầm cầu, cất thâm. Dương Diệp mặt đen lại, gia hỏa này có ý tứ gì? Dương Diệp không để ý tới Âm Dương Tiên, tiếp tục chữa thương. Âm Dương Tiên cũng không rời đi, hắn ở một bên mò mẫm, thỉnh thoảng quan sát Dương Diệp một chút. Rất nhanh, trong mắt Âm Dương Tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ, bởi vì thương thế của Dương Diệp đang dùng một tốc độ khủng khiếp khôi phục. Khôi phục vô cùng nhanh. Thần sắc của Âm Dương Tiên dần dần ngưng trọng lên, tốc độ khôi phục này quá mức nghịch thiên. Đã hoàn toàn không phải một người bình thường có thể làm được. Cứ như vậy, không sai biệt lắm một lúc lâu sau, Dương Diệp tổn thương đã cơ bản tốt rồi. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn Âm Dương Tiên ôm quyền. Tiền bối, vãn bối đi trước. Nói xong, Dương Diệp muốn rời đi, Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Ngươi lại muốn đi sông. Dương Diệp gật đầu. Âm Dương Tiên trầm giọng nói. Ngươi có Thái U kiếm, hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ a. Dương Diệp cười nói. Ta muốn bằng bổn sự của mình xông lên. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Cũng phải, đối với ngươi mà nói, đây quả thật là một chuyện tốt. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói. Người của mạt pháp chi địa không có tới tìm ngươi. Dương Diệp nói. Bọn hắn tạm thời hẳn là sẽ không tới. Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, bất quá nể tình chúng ta quen biết, nhắc nhở một câu, không nên khinh thường mạt pháp chi địa, hơn nữa bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói xong hắn ôm quyền. Cáo từ. Nói xong, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, cả người ngự kiếm phóng lên trời, rất nhanh, ở cuối chân trời. Không gian lập tức bị xé nứt, kiếm quang xông vào trong đó. Phía dưới, Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua mảnh không gian kia, sau đó lắc đầu. Thực là yêu nghiệt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dương Diệp tiến vào thông đạo không gian, hắn bấm tay điểm một cái, trong hộp kiếm, năm thanh kiếm bay ra, ngũ kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở những không gian kia chèn ép. Dương Diệp không có tiến lên, mà kêu Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng ôm Dương Diệp nhẹ nhàng cọ cọ. Dương Diệp cười nói. Tiểu gia hỏa, thế giới này không có linh, người có thể tạo linh ra không? Tạo linh. Tiểu Bạch trừng mắt, không hiểu ý tứ của Dương Diệp. Dương Diệp bất đắc dĩ, vì vậy lại giải thích hồi lâu, cuối cùng Tiểu Bạch đã minh bạch. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau một lúc lâu, nàng lắc đầu, nơi này quá lớn, hơn nữa nàng cũng không biết làm sao tạo. Ngay lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch. Người tới là Tiểu Thiên. Tiểu Bạch bay đến trên vai Tiểu Thiên, nhẹ nhàng cọ cọ hai má của Tiểu Thiên. Sau khi Tiểu Thiên trở thành thiên địa chi linh của thế giới Hồng Mông Tháp, thì rất ít khi xuất hiện, bởi vì nàng cần phải không ngừng hoàn thiện thế giới kia, mà nàng cũng ưa thích thế giới kia. Thế giới không tranh với đời. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Để cho ta thử xem. Dương Diệp quyết đoán lắc đầu. Không được. Tiểu Thiên nhíu mày. Vì sao, ta cũng được, có Tiểu Bạch hỗ trợ, ta có thể trở thành linh của thế giới này. Dương Diệp lắc đầu. Tiểu Thiên, làm linh của thế giới này quá nguy hiểm, ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Tiểu Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng sắc mặt Dương Diệp rất kiên quyết. Tiểu Thiên, ta nói không được. Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ. Dương Diệp đi tới trước mặt nàng. Nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Hảo hảo ở trong Hồng Mông Tháp, thế giới kia mới là của ngươi. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng ta càng không muốn ngươi gặp nguy hiểm, hiểu chưa? Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Dương Diệp cười nói. Mau vào đi. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch. Cửu trọng không gian này không có linh, nhưng không gian của thế giới này vẫn còn, đơn giản mà nói chính là... Tuy nàng không thể để cho mảnh khờ lông gian này chính mình sinh ra linh, nhưng nàng có thể cho linh khí của thế giới này tự mình hình thành linh. Sau đó để cho những linh khí này cùng không gian hòa làm một thể, như vậy xê thế giới này tương đương với có linh. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói.
có thể không? Tiểu Bạch mở to mắt, bày tỏ có thể thử xem. Dương Diệp Ân khiêm mặt nói. Có thể xảy ra vấn đề gì không? Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu. Dương Diệp lại hỏi. Thật sự? Tiểu Bạch lần nữa gật đầu. Dương Diệp tiếp tục hỏi. Ngươi thật xác định? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, rốt cuộc là muốn xác định hay không xác định? Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp quyết định để cho Tiểu Bạch thử. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch về tới cửu trọng không gian, Tiểu Bạch lấy ra linh trượng, sau đó bắt đầu chậm rãi vung múa. Bốn phía, linh khí bắt đầu chấn động, rất nhanh, cả cửu trọng không gian rung động theo. Chỉ chốc lát, Âm Dương Tiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch, Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Các ngươi đang làm gì đó? Dương Diệp cười cười. Để cho nàng vui đùa một chút. Khóe miệng Âm Dương Tiên co giật. Vui đùa một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có nói cái gì. Tiểu Bạch huy động linh trượng, cả cửu trọng không gian ở thời khắc này bắt đầu rung động, không chỉ như thế, linh khí bốn phía đã không bình thường, những linh khí kia từ từ tạo thành linh khí phong bạo. Thần sắc Dương Diệp có chút ngưng trọng lên. Hắn không dám khinh thường những linh khí phong bạo này, đặc biệt là ở dưới Tiểu Bạch thao túng, những linh khí này đã không phải linh khí đơn thuần, là nhân vật hết sức đáng sợ. Một bên thần sắc của Âm Dương Tiên cũng dần dần ngưng trọng, hắn rất đề phòng. Bởi vì hắn không xác định tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và Âm Dương Tiên, chung quanh Tiểu Bạch tụ tập vô số linh khí, mà không gian chung quanh cũng bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất như đụng phải cái gì xâm lấn. Nàng đến cùng đang làm gì? Âm Dương Tiên nhìn không được hỏi. Dương Diệp nói. Đang chơi. Âm Dương Tiên. Ngay lúc này, không gian chung quanh đột nhiên nhăn nhó, một cỗ lực lượng rảo sát cường đại xuất hiện. Âm Dương Tiên biến sắc, hắn lui về phía sau một bước, sau đó hai tay của hắn nhẹ nhàng chúi xuống, rất nhanh, không gian xung quanh bị hắn cưỡng ép chân áp. Chung quanh Dương Diệp cũng xuất hiện kiếm khí, những kiếm khí kia bắt đầu chấn áp không gian bốn phía. Mà hắn đồng thời lại đang chú ý Tiểu Bạch, sợ Tiểu Bạch gặp chuyện không may. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía hắn. Tiểu trảo nàng nhẹ nhàng quơ quơ, ý là không gian chung quanh đang bản năng phản kháng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có biện pháp nào không? Nếu như không có cách nào thì thôi. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng nàng hừ hừ hai cái, tiểu trảo quơ quơ. Rất nhanh, không gian bốn phía tạo thành rất nhiều vòng xoáy nhỏ, không đúng, đó là vòng xoáy linh khí. Giờ khắc này... Linh khí trong thiên địa đang điên cuồng thôn phệ không gian. Hiển nhiên, Tiểu Bạch là lựa chọn mạnh mẽ đi tới. Dương Diệp thi triển ra lĩnh vực bao phủ hắn và Tiểu Bạch, hắn không dám khinh thường a. Một bên Âm Dương Tiên đã bắt đầu rời xa Dương Diệp và Tiểu Bạch, hắn lui về phía sau 10 trượng, trực giác nói cho Âm Dương Tiên biết, hiện tại tiểu bất điểm kia rất nguy hiểm, cách xa một chút mới an toàn. Xa xa, tiểu trảo của Tiểu Bạch quơ múa càng lúc càng nhanh. Linh khí chung quanh càng cuồng bạo. Phải nói, linh khí của cả cửu trọng không gian đang bắt đầu phản kháng nhằm vào thế giới này. Vốn cả hai là sống chung hòa bình, nhưng kia cũng là nhìn tình huống. Tình huống hiện tại là Tiểu Bạch muốn dung hợp bọn nó vào một chỗ, để cho linh khí trong thiên địa trở thành linh của mảnh thế giới này. Về phần thế giới cửu trọng không gian, kỳ thật chúng chẳng qua là bản năng phản kháng. Những linh khí chung quanh kia đã bắt đầu cưỡng ép thẩm thấu mảnh thế giới này, tăng thêm Tiểu Bạch thao túng, không gian của mảnh thế giới này dần dần bị áp chế. Nhưng không gian của thế giới này vẫn đang điên cuồng phản kháng. Tiểu Bạch nhíu mày, bọn người kia lại không thức thời. Nàng là muốn chúng ở chung a. Có những linh khí này tiến vào, thế giới này sẽ có linh, mới có sinh mệnh mới. Nhưng những không gian này phản kháng. Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu trảo nhẹ nhàng chiêu chiêu, trong hồng mông tháp, Thái U kiếm đột nhiên bay ra, sau đó tới trước mặt của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nắm Thái U kiếm, tiểu trảo quơ quơ, rất nhanh, đạo đạo linh khí tiến vào trong đó, chỉ chốc lát, Thái U kiếm run lên kịch liệt, sau đó xông vào không gian trước mặt nàng. Răng rắc, trong nháy mắt, không gian phương viên mấy vạn trượng lập tức rạn nứt. Thái U kiếm công kích. Lần này mảnh không gian kia sợ rồi. Rất nhanh. Không gian chung quanh dần dần yên lặng xuống. Linh trượng đột nhiên rơi xuống. Ầm, cả cửu trọng không gian run lên, sau một khắc,
những linh khí kia biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục bình thường. Tiền bối đoán xem. Âm Dương Tiên lắc đầu. Không đoán được, nhưng ta dám cam đoan, khẳng định không phải chuyện tốt gì. Nói xong hắn cổ quái nhìn thoáng qua Dư Ninh Diệp. Lại nói, ngươi thật rất lợi hại, lại có thể để cho một thiện linh cam tâm tình nguyện đi theo như thế, ngươi là làm như thế nào? Điểm này, không chỉ hắn, vô số người đều tò mò. Kể cả mấy thiên mệnh kia cũng vậy. Thiện linh, đã từng là tồn tại bực nào? Tồn tại thiếu chút nữa lật úp thiên mệnh đỉnh phong. Mà bây giờ, lại như sủng vật đi theo Dương Diệp. Điều này khiến người ta thật khó hiểu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Âm Dương Tiên, cười nói. Thời điểm ta biết nàng, nàng không phải thiện linh. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, nàng dường như đã biết chút gì đó. Dương Diệp đưa Tiểu Bạch vào trong Hồng Mông Tháp cho Tô Thanh Thi, sau đó hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp quan sát bốn phía một chút, mảnh thế giới này, đã có linh lần nữa. Bất quá chỉ có Tiểu Bạch có thể làm cho linh kia hiện thân, bởi vì linh kia là Tiểu Bạch tạo nên. Một át chủ bài. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, ngày sau nếu cùng người ở chỗ này chiến đấu, linh nơi này đột nhiên hỗ trợ, nhất định sẽ cho đối thủ kinh hỉ rất lớn. Bất quá ở trước đó, chuyện tình nơi này có linh không thể bại lộ, bằng không thì người của mạt pháp chi địa nhất định sẽ sớm diệt trừ. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không, muốn rời đi, lúc này Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Ngươi thật muốn đi ra ngoài cửu trọng không gian. Dương Diệp gật đầu. Âm Dương Tiên trầm giọng nói. Thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi bây giờ ra ngoài, sợ rằng đã đi là không thể trở về. Dương Diệp cười nói. Ta biết. Âm Dương Tiên nhíu mày, so với nữ nhân còn có hàm xúc hơn. Bất quá Dương Diệp tự nhiên miễn dịch, tốt xấu gì hắn cũng là kiếm tu, chút sức chống cự ấy cũng không có, còn làm kiếm tu cái búa, hơn nữa hắn không quên, gia hỏa trước mắt là đàn ông. Dương Diệp cười nói. Tiền bối, ta từ một thế giới rất thấp đi tới, theo ta đi tới, còn có một kiếm tu kia nha, hắn đi tới trước ta, đương nhiên. Hắn cũng lợi hại hơn ta. Hắn một đường đi tới, không ngừng khiêu chiến người khác, không ngừng gia tăng khó khăn cho mình. Sau đó đến trình độ nhất định, người biết thế nào không? Âm Dương Tiên lạnh nhạt nói. Có dám mau thả. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, sau đó nói. Người, không ngừng khiêu chiến độ khó, mới có thể không ngừng tăng lên. Hoặc là yên lặng sống một đời, hoặc oanh oanh liệt liệt hy sinh, ha ha. Nói xong. Một tia kiếm quang phóng lên trời, xé rách bầu trời. Phía dưới, Âm Dương Tiên im lặng không nói. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy Dương Diệp là dựa vào cơ duyên, vô số cơ duyên, ví dụ như linh tổ, thiên mệnh chiếu cố. Bất quá hiện tại xem ra, cơ duyên của Dương Diệp nhất định là có, nhưng cá nhân hắn cũng không tầm thường. Những thứ khác không nói, chỉ nói đảm lượng và quyết tâm, đã đủ để cho vô số người xấu hổ. Trong thông đạo không gian, Dương Diệp lắc đầu thở dài. Kỳ thật sở dĩ hắn liều mạng như vậy, hoàn toàn là bị bắt buộc. Trước có thiên mệnh lão đại nhìn hắn khó chịu, muốn diệt trừ hắn, sau có mạt pháp chi địa từng giây từng phút muốn lộng chết hắn, loại tình huống này, hắn không liều mạng được sao? Không liều mạng sẽ chết à? Người, nhiều khi không phải hắn có lý tưởng mà cố gắng, cũng có thể hắn là bị sinh hoạt ép ra. Trong thông đạo không gian, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Không gian ở đây đã không ngăn trở hắn, đương nhiên, coi như ngăn trở cũng không có ý nghĩa gì, cửu trọng không gian đối với hắn căn bản không có độ khó. Có thể uy hiếp được hắn, chỉ có biên giới tứ duy vũ trụ, không gian nơi đó mới kinh khủng. Chỉ chốc lát, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa, không gian nơi đó bắt đầu rung rung kịch liệt, rất nhanh, từng đạo lực lượng không gian giống như thủy triều cuốn tới. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải chậm rãi nắm chắc kiếm tổ. Kỳ thật, muốn nói tới kiếm, kiếm tổ nhất định là kém vãng sinh kiếm và thái u kiếm, thậm chí ngay cả xích tiêu cùng ngũ hành kiếm cũng không bằng. Nhưng thanh kiếm này hiểu rõ Dương Diệp nhất, cũng là kiếm mà hắn dùng thoải mái nhất. Thanh kiếm này theo hắn quá lâu rồi. Thời điểm nắm thanh kiếm này, mới là hắn chân thật nhất, cầm vãng sinh và thái u kiếm, kỳ thật càng nhiều lúc là mượn nhờ lực lượng của chúng. Trong tay Dương Diệp, kiếm tổ có chút rung động, mà hai mắt Dương Diệp thì chậm rãi đóng lại.
Trước đó hắn không có cẩn thận nghiên cứu những lực lượng không gian kia, muốn cậy mạnh cưỡng ép phá, nhưng hắn thất bại. Bởi vậy hắn phải đổi phương pháp. Rất nhanh, cỗ lực lượng kia đi tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp mở mắt, lòng bàn tay giơ lên, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đâm ngang ra, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống một phát. Lúc này Dương Diệp không có lựa chọn ngạnh kháng, mà không ngừng thối lui, hắn nhìn chằm chằm trước mặt, bàn chân và thân thể đang động, nhưng hắn không có hô hấp. Hắn đang tìm lỗ hạ kiếm. Nếu như không thể nhất lực phá vạn pháp, vậy hắn phải tìm chỗ rơi kiếm, giống như người bình thường tay không chặt gỗ, nếu như hắn từ biên giới khúc gỗ hạ thủ, gãy cất có thể là tay của hắn, nhưng nếu như hắn từ vị trí trung tâm hạ thủ, gãy vẫn có thể là tay, đương nhiên, cũng có thể là mảnh gỗ. Thời điểm không thể dốc hết sức phá, vị trí HK kiếm sẽ tỏ ra cực kỳ trọng yếu. Lúc này Dương Diệp lui. Bởi vì hắn không chỗ ra tay. Theo những lực lượng không gian trước mặt hắn càng ngày càng mạnh, hắn phát hiện, bây giờ là thời điểm những lực lượng không gian kia mạnh mẽ nhất. Cứ như vậy, Dương Diệp lùi lại nhiều lần, rất nhanh hắn phát hiện, mình đã không thể lui được nữa. Dương Diệp ngừng lại, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đột nhiên bay lên trời, cùng lúc đó, hai cỗ lực lượng xuất hiện. Song vực. Có song vực gia trì, trong kiếm ẩn chứa lực lượng lập tức tăng vọt. Kiếm vực cũng không phải ngoại vật, chỉ có điều, hắn không muốn ngay từ đầu đã dùng át chủ bài, hắn muốn nhìn rõ thực lực và cực hạn của mình. Mà bây giờ, hắn không thể không vận dụng kiếm vực. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm, tung người nhảy vọt, sau đó hung ác chém xuống. Nếu như không thể lui được nữa, vậy liều chết. Một kiếm này chạm xuống, trong tràng lập tức vang lên âm thanh nứt vỡ, kiếm của Dương Diệp rơi xuống, nhưng bị cỗ lực lượng kia cản lại. Nhưng lúc này, quanh người Dương Diệp đột nhiên xuất hiện vô số kiếm ý và kiếm khí. Phương Thốn kiếm vực. Suy 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 suy. Trước mặt hắn, những lực lượng kia một đạo tiếp một đạo bị xé rách, nhưng rất nhanh, ở phía sau lại có lực lượng vô cùng vô tận xông tới. Cứ như vậy, rằng co không sai biệt lắm mấy chục giây sau. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Rất nhanh, Dương Diệp bay thẳng về tới cửu trọng không gian. Hắn lại trở về. Dương Diệp từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt, chỗ hắn rơi xuống xuất hiện một cái hố to dài đến trăm trượng. Qua không biết bao lâu, Dương Diệp chậm rãi bò lên, vừa đứng lên, hắn lại trực tiếp ngồi xuống, loại cảm giác này giống như dùng 36 loại âm dương kỹ mấy ngày mấy đêm vậy. Toàn thân vô lực. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó bắt đầu chữa thương, cứ như vậy, một lúc lâu sau, một đạo kiếm quang phóng lên trời, xông vào trong không gian mờ mịt. Nhưng không lâu lắm, hắn lại lần nữa trở về cửu trọng không gian, rất chật vật. Sau một tháng, Dương Diệp lần nữa nện xuống đất, nhưng rất nhanh hắn liền đứng lên, sau đó hóa thành kiếm quang biến mất ở trong bầu trời mờ mịt. Trong thông đạo không gian, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi tiến lên. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu chạy, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, tốc độ của hắn đã đánh rách chỗ không gian đi qua, không chỉ như thế, theo tốc độ không ngừng tăng lên, nhục thể của hắn cũng bắt đầu rung động. Nhưng hắn còn đang tăng nhanh tốc độ của mình. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, vì tăng lên tốc độ của mình, hắn còn vận dụng kiếm khí và kiếm ý. Rất nhanh, hắn đã đạt đến cực hạn. Bất quá hắn còn đang tăng nhanh, hết sức nhanh hơn. Răng rắc. Giờ khắc này, không gian hắn qua trực tiếp giãn nứt thành hình mạng nhện, hơn nữa dùng tốc độ cực kỳ nhanh lan tràn ra. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới biên giới tứ duy vũ trụ, vô số lực lượng không gian cường đại xuất hiện, sau đó điên cuồng thổi quét về phía Dương Diệp. Dương Diệp gắt gao nhìn vô số lực lượng không gian làm cho người hít thở khó khăn kia, hắn cách những lực lượng kia càng ngày càng gần. Nhưng tốc độ của hắn vẫn còn điên cuồng tăng lên. Trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng, nửa trượng. Rốt cuộc, Dương Diệp rút kiếm mãnh liệt chém. Xuy, cỗ lực lượng kia bị Dương Diệp cứng rắn chém nát, khí thế của hắn không giảm, một đường điên cuồng chặt chém về phía trước. Trảm thiên bạt kiếm thuật thêm phong ma kiếm pháp. Hơn nữa là trảm thiên bạt kiếm thuật thêm phong ma kiếm pháp kiểu bộc phát. Rốt cuộc, không biết rằng có bao lâu. Một kiếm của Dương Diệp chẳng không. Mà hắn đã đặt mình vào trong một tinh không. Trên đỉnh đầu hắn, một đôi mắt lặng yên ngưng hiện. Bên ngoài Hồng Mông Tháp.
cặp mắt kia chậm rãi quét ngang qua, cuối cùng, nó dừng lại ở chỗ không gian Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp. Giờ khắc này, trong Hồng Mông Tháp, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Không hề ôm bất luận tưởng tượng gì, Dương Diệp trực tiếp đi ra bên ngoài, lúc này cặp mắt kia trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp, thoáng qua, không gian xung quanh Dương Diệp giống như sóng phập phồng kịch liệt. Dương Diệp vội vàng giơ hai tay lên. Đầu hàng. Không gian xung quanh hắn có chút dừng lại, lúc này Dương Diệp trực tiếp lấy ra Thái U kiếm, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Cặp mắt kia triệt để bối rối. Nhưng rất nhanh, nó kịp phản ứng, sau một khắc, không gian chỗ Dương Diệp biến mất tầng tầng vỡ ra, một cỗ lực lượng cường đại theo vết nứt không gian không ngừng oanh kích xuống. Mà ở trong vết nứt không gian, một nhân ảnh đang xuyên toa chạy như điên. Người này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Nếu như là hắn ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ hắn sẽ lựa chọn liều mạng, nhưng bây giờ loại trạng thái này, 100% là không liều nổi. Chạy trước là hơn. Hắn cũng không có chạy đi không gian tứ duy vũ trụ, mà quay người về không gian tam duy vũ trụ. Chạy vào không gian tứ duy vũ trụ, đó nhất định là game over đấy, bởi vì hiện tại hắn đã sắp tan vỡ, căn bản hao không nổi, cho nên hắn lại chạy trở về. Vừa mới đi lên A. Trong nội tâm Dương Diệp biệt khuất. Dương Diệp điên cuồng trốn, mà phía sau hắn, cỗ lực lượng kia vẫn còn theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, Dương Diệp tiến vào một vết nứt không gian, mà phía sau hắn, đạo lực lượng kia đột nhiên ngừng lại, không chỉ ngừng lại, còn lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau. Dương Diệp đã không rảnh quản cỗ lực lượng kia rồi. Cửu trọng không gian. Dương Diệp vừa rơi xuống đất, toàn bộ thân thể hắn bể thành hình lưới, máu tươi không ngừng tràn ra, quần áo đã bị nhuộm huyết hồng. Thời điểm trùng kích mảnh không gian kia, hắn lợi dụng tốc độ đến bộc phát lực lượng của mình, tuy hắn xông tới, nhưng bỏ ra cái giá rất cao. Thân thể bị xé rách. Mà hắn thật không ngờ, mới vừa vào biên giới tứ duy vũ trụ, đã gặp phải cặp mắt kia. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cố kiềm nén lại cảm giác toàn thân xé rách chạy trở về. Quá oan uổng rồi. Cái này là cảm giác của Dương Diệp bây giờ. Hắn cố gắng cả một tháng, hơn nữa dùng thân thể xé rách làm cái giá mới vượt qua, nhưng chưa tới một hơi, hắn lại liều mạng chạy trở về. Chơi hắn sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải cầm kiếm chống đất chậm rãi bỏ lên. Chữa thương. Trước tiên chữa khỏi tổn thương mới được, nếu thời điểm này mạt pháp chi địa tìm đến, vấn đề sẽ rất lớn. Ngay lúc này, Âm Dương Tiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp vừa muốn nói chuyện, Âm Dương Tiên nhíu mày. Ngươi điên rồi. Dương Diệp. Âm Dương Tiên trầm giọng nói. Nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ta cảm giác được có người từ phía dưới đi lên, hẳn là người của mạt pháp chi địa. Biểu lộ của Dương Diệp cứng ngắc, có xui xẻo như vậy sao? Âm Dương Tiên trầm giọng nói. Ngươi còn không chạy. Dương Diệp vội vàng đứng lên, xoay người chạy. Thời điểm này không chạy chính là phải chết thật. Xui tám đời. Dương Diệp chân trước vừa đi, mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trong mảnh không gian này. Người tới đúng là đệ nhất thần cùng với Lệ Thái Hư còn có Tá Mạc, Thương Đao Khách. Bốn người vừa vặn chứng kiến Dương Diệp ngự kiếm bay đi. Nhìn thấy một màn này, đệ nhất thần nhíu mày. Hắn lúc nào nhát gan như vậy? Rất nhanh, đệ nhất thần nhìn về phía dưới, cũng là vị trí trước kia Dương Diệp rơi xuống. Chỗ đó, ngoại trừ có một cái hố sâu, còn có một vũng máu. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng đệ nhất thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, sau đó nói. Vừa rồi hắn xông lên tứ duy vũ trụ, sau đó bị thương. Lúc này Tá Mạc đột nhiên nói. Đuổi theo. Nói xong, bốn người biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn vốn không phải đi tìm Dương Diệp, nhưng nhìn thấy Dương Diệp bị trọng thương, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Phải đuổi theo A. Đây chính là một cơ hội ngàn năm một thuở, thời điểm này, là thời điểm dễ dàng diệt trừ Dương Diệp nhất, dù sao bốn người bọn họ đều có mặt, bốn người liên thủ, có cơ hội rất lớn. Bốn người hiển nhiên không chịu buông tha cơ hội này. Cách đó không xa, Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua bóng lưng mấy người, khẽ lắc đầu. Lệ Đế gắt gao nhìn chằm chằm đạo kiếm quang kia. Người này khí tức rất yếu, mùi máu tươi trên người đậm đặc, hẳn là bị trọng thương. Chúng ta nhất định phải nhanh đuổi theo há nổ, không cho hắn cơ hội chữa thương, bằng không một khi hắn chữa khỏi tổn thương, muốn giết hắn, sợ là sẽ có chút khó khăn. Sau lưng, ba người gật đầu.
Bây giờ Dương Diệp PC căn bản không có giúp đỡ khác, coi như An Nam Tĩnh ra tay, bốn người bọn họ liên thủ cũng chắc chắn thắng lợi. Xa xa, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, tốc độ sắp tới cực hạn của mình. Tình cảnh của hắn bây giờ vô cùng lúng túng, bởi vì hiện tại hắn không thể dừng lại, một khi dừng lại, thì đồng nghĩa với bị bốn người ở sau lưng vây công. Mà nếu như không dừng, thì hắn cần phải tiếp tục tăng thêm tốc độ, nhưng hiện tại thân thể hắn đã rất tệ, tiếp tục tăng thêm tốc độ, không cần bốn người sau lưng vây công, chính hắn sẽ ngã xuống. Có thể nói, hắn bây giờ là ở vào tình cảnh lưỡng nan. Lúc này một giọng nói đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Để ta chặn bọn hắn lại. Thanh âm của An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói xong, muốn đi ra, bất quá bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp trầm giọng nói. Một làm sao ngăn cản bọn hắn. An Nam Tĩnh còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, Dương Diệp lần nữa tăng thêm tốc độ. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai hắn, chứng kiến Tiểu Bạch, Dương Diệp nhíu mày. Tiểu gia hỏa, hiện tại rất nguy hiểm, không phải là lúc chơi đùa, nhanh đi vào. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng lấy ra linh trược, nàng cua cua linh trược, rất nhanh, Dương Diệp phát hiện vô số linh khí tụ đến, theo những linh khí kia đến, tốc độ của hắn vậy mà nhanh hơn. Dương Diệp có chút mộng. Lúc này Tiểu Bạch ngồi xuống trên vai hắn, tiếp đó vô số hồng mông tử khí, thái nhất huyền khí, vãng sinh khí lập tức bọc hắn lại. Có những linh khí này bao bọc, thương thế trên người Dương Diệp khôi phục nhanh hơn vô số lần. Di động chữa thương. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Dương Diệp dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Tiểu Bạch. Có tiểu gia hỏa ngươi ở đây, thật là vận may của ta. Tiểu Bạch, phúc tinh lớn nhất của hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Lão tử để cho các ngươi đuổi theo. Nói xong tốc độ của hắn lần nữa nhanh hơn. Bây giờ hắn không sợ xé rách thân thể, bởi vì tốc độ khôi phục của hắn vượt xa tốc độ xé rách, nhiều nhất nửa canh giờ, hắn có thể khỏi hẳn. Lúc kia, hắn có thể đánh xuất kỳ bất ý. Sau lưng Dương Diệp, Lệ Đế nhíu mày, đệ nhất thần hỏi. Như thế nào? Lệ Đế trầm giọng nói. Ta cảm giác có chút không đúng. Đệ nhất thần nói. Như vậy là sao? Lệ Đế nhìn thoáng qua bốn phía. Linh khí chung quanh đang hội tụ về phía hắn, những linh khí kia đang giúp đỡ hắn. Đệ nhất thần trầm giọng nói. Nhất định là linh tổ ra tay. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Lệ Đế. Tiếp tục đuổi không? Có đuổi không? Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Lệ Đế nói. Đuổi theo nhất định là phải đuổi, bỏ qua cơ hội này, ngày sau muốn giết hắn rất khó khăn. Chỉ có điều, chúng ta phải cẩn thận chút. Trên người đối phương có nhiều loại siêu thần khí, còn có linh tổ, cùng với ác linh chi tổ hồi lâu không xuất hiện qua, còn có nữ tử cầm thương, có những nhân tố không xác định này, chúng ta không thể chủ quan. Đệ nhất thần nhẹ gật đầu, cùng Dương Diệp đánh vô số lần, đối với Dương Diệp cũng có chút hiểu, đây không phải một kiếm tu bình thường, ý đồ xấu rất nhiều, hơn nữa nhiều khi cực kỳ vô sỉ, một chút phong phạm kiếm tu cũng không có. Đương nhiên, Dương Diệp cũng cực kỳ cường đại. Điểm ấy hắn không phủ nhận. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể khinh thường, chủ quan một cái, khả năng sẽ xong đời. Lúc này Lệ Đế lại nói. Tăng thêm tốc độ, chúng ta nhanh đuổi theo hắn, cơ hội giết hắn lại càng lớn, không cho người này thời gian thở dốc. Nói xong hai tay của hắn nắm lại, sau đó mãnh liệt oanh ra một quyền. Lệ Đế mượn cổ lực lượng này, tốc độ lập tức bạo tăng. Đám người tá mạc cũng nhao nhao dùng hết các loại thủ đoạn tăng lên tốc độ. Cứ như vậy, Dương Diệp và đám người Lệ Đế khoảng cách càng ngày càng gần. Ước chừng qua nửa canh giờ, nơi xa Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, Dương Diệp vừa dừng lại, đám người Lệ Đế lại không có ra tay, mà đồng thời ngừng lại, cùng Dương Diệp bảo trì khoảng cách nhất định, hơn nữa thần sắc đề phòng. Xa xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Lệ Đế, sau đó nói. Các ngươi tới đây à? Đám người Lệ Đế. Dương Diệp, ngươi là đang hù dọa chúng ta sao? Dương Diệp lắc đầu. Làm sao có thể, các ngươi đều là lão quái vật thành tinh, ta làm sao có thể hù dọa được các ngươi? Nói xong hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Ta có một nghi vấn, vì cái gì hôm nay Hoành Vạn Cổ không có đi theo ngươi? Lúc này Lệ Đế nhìn bốn người,
Sau một khắc, bốn người đột nhiên vọt về phía Dương Diệp. Kéo dài thời gian. Hiển nhiên, bọn hắn đã nhận ra Dương Diệp đang kéo dài thời cơ hiên. Nếu như Dương Diệp đang kéo dài thời gian, vậy thì đồng nghĩa với hắn nhất định là bị trọng thương, trạng thái cực kỳ không tốt. Thời điểm này, bọn hắn tự nhiên muốn ra tay toàn lực. Chứng kiến đám người Lệ Đế ra tay, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm không giống khi xưa. Vãng sinh kiếm thêm Thái U kiếm và Thiên Chu kiếm. Ba kiếm hợp nhất. Dương Diệp nghiêng người, sau đó cầm kiếm chặt nghiêng. Lệ Đế xông lên trước nhất sắc mặt kịch biến, hai cánh tay hắn giao thoa, miệng gầm lên giận dữ, trong hai tay, một cỗ lực lượng cường đại chấn động ra. Nhưng, xùy, theo một tiếng cắt chém vang lên, cỗ lực lượng kia bị Dương Diệp chém vỡ, ngay sau đó, kiếm của Dương Diệp thẳng tắp rơi xuống, chém vào hai cánh tay của Lệ Đế. Một nhân ảnh lập tức bay ngược ra gần nghìn trượng. Đúng là Lệ Đế. Mà thời điểm kiếm của Dương Diệp chém ra, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới hắn, hầu như ở cùng thời khắc đó, một tia đao khí nhỏ như lông châu chém về phía đầu của Dương Diệp. Nhanh đến cực hạn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trường kiếm trong tay hắn đâm về phía bên phải một cái, một nhát này, trực tiếp ngăn trở đao khí, mà lực lượng của đệ nhất thần thả ra thì trực tiếp oanh lên người hắn. Dương Diệp lui về phía sau ngàn trượng, chỗ hai chân hắn đi qua, không gian bị dẫm nứt ra. Đúng lúc này, một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, đúng là Thương Đao Khách. Sau một khắc, một thanh trường đao mang theo đao quang thẳng tắp chém xuống. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn lui về phía sau một bước, trường đao dán cái mũi hắn chém xuống, còn kém chút xíu. Mặc dù không có chém tới, nhưng đao kia ẩn chứa đao khí cường đại đánh nứt khuôn mặt của Dương Diệp, bất quá thời điểm trường đao rơi xuống, đột nhiên Dương Diệp hung ác bổ tới. Sắc mặt Thương Đao Khách đại biến, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng nghiêng người, tránh thoát một kiếm chí mạng của Dương Diệp, nhưng ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp tung đầu gối, trực tiếp đánh vào bụng hắn. Thương Đao Khách lập tức bay ra ngoài. Bất quá ở thời điểm Thương Đao Khách bay ra ngoài, đệ nhất thần đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, sau một khắc, chân phải của đệ nhất thần mãnh liệt đạp xuống. Dương Diệp lập tức lui ra mấy nghìn đến trượng, cùng lúc đó, khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, mà cánh tay phải thì rung động kịch liệt. Vừa dừng lại, sắc mặt Dương Diệp kịch biến, trường kiếm chém về phía trước. Một tia đao mang đã tới. Theo một đạo kiếm khí và đao khí sáng chói nổ bể ra, Dương Diệp lập tức bay về phía sau ngàn trượng. Nhưng lúc này, đệ nhất thần đã tới đỉnh đầu Dương Diệp, hắn muốn xuất thủ lần nữa, bất quá ngay lúc này, một nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là An Nam Tĩnh. Chân phải An Nam Tĩnh nhẹ nhàng đạp một cái, cả người bắn ra. Đệ nhất thần không dám khinh thường, trực tiếp buông tha cho Dương Diệp, công về phía An Nam Tĩnh. Thực lực của An Nam Tĩnh hắn thấy qua, so với Dương Diệp không kém một chút nào, bởi vậy hắn căn bản không dám sơ ý. Mà bên kia, Dương Diệp độc chiến Thương Đao Khách, Tá Mạc và Lệ Đế. Lấy một địch ba, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, mà ở sau lưng hắn, một cái hộp kiếm màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện. Cách đó không xa, đao của Tá Mạc chậm rãi cắm vào trong vỏ đao, trong nháy mắt, cả người hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Dường như đã cùng thiên địa này tách ra. Mà bên kia, Thương Đao Khách chậm rãi bay lên trời, một cỗ lực lượng kinh khủng đang tụ tập, trường đao trong tay xuất hiện một ánh đao sáng chói, còn chói mắt hơn mặt trời. Hai đao tu tuyệt đỉnh thế gian. Về phần Lệ Đế, hai đấm hắn chậm rãi nắm lại, cửu trọng không gian không chịu nổi lực lượng trong quyền của hắn, lập tức giãn nứt ra. Nhưng đúng lúc này, một đạo thần thức đột nhiên rơi vào trên người Lệ Đế. Hai mắt Lệ Đế híp lại, quay đầu nhìn, xa xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Đúng là Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Tạp trùng, lần trước ngươi đánh ta một chưởng, hôm nay chúng ta tính toán đi. Lúc trước Lệ Đế đi tìm Dương Diệp, ở cửu trọng không gian đụng phải Âm Dương Tiên, lần kia Âm Dương Tiên ăn thiệt thòi, hiển nhiên hắn đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng. Lệ Đế cười lạnh. Vậy trước tiên giết ngươi. Nói xong, hắn bay thẳng đến Âm Dương Tiên. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đều bị những đao khí kia bao trùm. Vô cùng vô tận. Nhưng lúc này, Dương Diệp mở mắt. Hắn liên tục lùi lại, kiếm vực và sát vực xuất hiện ở chung quanh, song vực xuất hiện,
vẫn không thể ngăn cản đao mang hình chữ thập. Đao mang kia như trước đang điên cuồng thôn phệ không gian trước mặt hắn. Giờ khắc này, kiếm ý và kiếm khí của hắn đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Cho dù là kiếm vực và sát vực xuất hiện, cũng không thể ngăn cản đao mang hình chữ thập kia. Đao mang hình chữ thập kia tựa như giỏi trong xương dính sát hắn. Mà ở đằng sau đao mang hình chữ thập, là vô số đao mang cùng đao khí. Sốt cuộc, Dương Diệp ngừng lại. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng. Sau một khắc, cả người Dương Diệp đỏ lên, một cỗ sát ý ngút trời xuất hiện. Ma kiếm đạo. Theo Dương Diệp tiến vào trạng thái ma hóa, uy lực của những kiếm ý và sát ý kia đột nhiên bạo tăng, cứng rắn chặn đao mang hình chữ thập. Lúc này, Dương Diệp một tay cầm kiếm bổ tới. Xuy xuy. Đao mang hình chữ thập ở trước mặt hắn bị kiếm chém thành hư ảo, bất quá ngay lúc này, Tá Mạc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, tương tự, Tá Mạc rút đao chém liên tục. Sau lưng Dương Diệp, năm thanh kiếm đột nhiên phóng lên trời, ngũ kiếm hóa thành đạo đạo kiếm quang chém về phía vô số đao khí của Thương Đao Khách. Ngũ kiếm thả ra ngũ hành chi lực cứng rắn ngăn chặn đao khí. Không chỉ như thế, ngũ kiếm thả ra ngũ hành chi lực trực tiếp nhiễu loạn vùng trời này, rất nhanh, không gian chung quanh mấy người bắt đầu hư ảo. Nhưng chiến đấu còn đang kéo dài. Dương Diệp và Tá Mạc vẫn đang điên cuồng chém nhau. Hai người chém nhau, người tới ta đi, hoàn toàn tương xứng. Mà trên không trung, An Nam Tính cũng cứng rắn kéo lại đệ nhất thần, tuy nàng không cách nào chiến thắng đệ nhất thần, nhưng đệ nhất thần cũng không làm gì được nàng. Mà bên kia, Âm Dương Tiên cũng đang cùng Lệ Đế đại chiến, tuy ở hạ phong, nhưng coi như cứng rắn kéo được Lệ Đế. Bằng không ba người Lệ Đế liên thủ, Dương Diệp căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngay lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra, Dương Diệp và Tá Mạc cách xa nhau mấy ngàn trượng. Toàn thân Dương Diệp huyết hồng, kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt. Mà xa xa, toàn thân Tá Mạc xuất hiện vô số kiếm khí, tuy đều là bị thương ngoài da, nhưng cũng cực kỳ kinh khủng. Bởi vì kiếm thương trên người hắn, ít nhất trên trăm đạo. Sau khi Dương Diệp ma hóa, hắn phát hiện, hắn lại có chút lực bất tòng tâm. Phanh! Lúc này bầu trời nổ vang, Dương Diệp ngẩng đầu, ngũ hành kiếm bị Thương Đao Khách đánh bay. Dương Diệp tâm niệm vừa động, rất nhanh, năm thanh kiếm hóa thành năm đạo kiếm quang về tới trong hộp kiếm. Mà trước mặt Dương Diệp, Tá Mạc đột nhiên xông tới. Đao ra! Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay phải cầm kiếm chém xéo, dùng phương thức bạo lực nhất đối mặt một đao kia của Tá Mạc. Lúc này đây, là bạo lực nhất. Hai người vừa chạm liền tách ra, lập tức cách xa nhau ngàn trượng. Tay phải Dương Diệp rung động kịch liệt, nơi bả vai, máu tươi không ngừng tràn ra, mà Tá Mạc, trên thân đao có vô số vết rạn. Đao nứt, tay trái Tá Mạc nhẹ nhàng phất qua trường đao, không nói năng gì. Đao của hắn ngăn cản không nổi thiên mệnh kiếm do ba thanh kiếm hợp nhất. Dù sao đao của hắn còn không có đạt đến trình độ phàm đao. Đao của Tá Mạc chậm rãi cắm vào vỏ. Sau đó vác đao ở sau lưng, hắn nhìn Thương Đao Khách, hai người đồng thời gật đầu, sau một khắc, hai đạo nhân ảnh bắn về phía Dương Diệp. Hai người đều không có lựa chọn cùng Dương Diệp đơn đấu, không phải nói Tá Mạc và Dương Diệp đơn đấu nhất định đánh không lại Dương Diệp, mà là bọn hắn nhất định phải giết Dương Diệp. Bọn họ là đến giết người, không phải đến tỉ võ. Còn nữa, hiện tại đơn đấu, coi như là Tá Mạc, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp chứng kiến hai người vọt tới, thân sắc bình tĩnh, nhưng kiếm ý quanh người hắn cực kỳ bạo động, bây giờ kiếm đạo của hắn, là kiếm đạo cực đoan, kiếm ý và sát ý cũng là cực đoan nhất. Tá Mạc tới trước, mặc dù Tá Mạc không có đao, nhưng là một đao tu tuyệt đỉnh, không có đao, hắn vẫn là đao tu. Tá Mạc lấy tay làm đao, ở bốn phía cánh tay của hắn, một thanh trường đao hư ảo ngưng tụ thành, hắn vừa muốn giơ tay chém xuống, ngay lúc này. Sau lưng Dương Diệp, năm thanh ngũ hành kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, ngũ kiếm dung hợp thành một. Hiển nhiên là Tiểu Bạch bày mưu đặt kế. Tá Mạc và Thương Đao Khách lập tức dừng tay, sau đó vội vàng lui về phía sau mấy trăm trượng. Năm kiếm hợp nhất. Sắc mặt Dương Diệp cũng thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, sau khi năm kiếm hợp nhất, ngũ hành chi lực kia để cho hắn hoàn toàn khống chế không nổi. Hắn vốn khống chế thiên mệnh kiếm đã có chút cố hết sức rồi, đây là dưới tình huống ba thanh kiếm phối hợp hắn, mà bây giờ lại nhiều thêm năm thanh kiếm, hơn nữa năm kiếm hợp nhất, hắn hoàn toàn ăn không tiêu.
Xa xa, Tá Mạc đột nhiên nói. Rút lui. Trên không trung, đệ nhất thần đẩy lui An Nam Tĩnh, lập tức lui đến bên cạnh Tá Mạc và Thương Đao Khách, cùng lúc đó, Lệ Đế cũng trở về bên cạnh Tá Mạc. Lệ Đế gằn giọng nói. Rút lui cái gì chứ? Các ngươi đi thu thập yêu nhân kia, lão tử đối phó hắn. Nói xong, hắn bay thẳng về phía Dương Diệp. Song kiếm chém xuống, không gian lập tức bị xé nứt. Ở trước mặt hai thanh kiếm, không gian yếu ớt tựa như một tờ giấy mỏng, quả thực không chịu nổi một kích. Lúc này Lệ Đế đã nhận ra trong song kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhưng thời điểm này, hắn là tên đã trên dây, không thể không bắn. Không bắn nhất định phải chết. Lệ Đế cũng lựa chọn dốc sức liều mạng, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, ở trên hai đấm xuất hiện vô số lôi điện. Không chỉ có trên hai đấm, giờ phút này quanh người hắn cũng bị vô số lôi điện vây quanh. Giờ khắc này Lệ Đế giống như một lôi cầu. Rất nhanh, hai người dùng phương thức bạo lực nhất đánh vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa rung động. Ầm, hai nhân ảnh lập tức bay ra ngoài gần vạn trượng mới dừng lại. Xoẹt xẹt, trong phương viên mấy vạn trượng, vô số lôi điện và kiếm khí điên cuồng bắn tung tóe. Xa xa, Dương Diệp dừng lại. Trên người hắn, vô số mảnh vỡ rơi lả tả xuống. Đúng là bảo giáp. Vừa rồi vào thời điểm mấu chốt, hắn lần nữa sử dụng bảo giáp cứng rắn chặn phần lớn lực lượng của Lệ Đế. Nhưng lực lượng kia quá mạnh, bảo giáp cũng không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Bất quá Dương Diệp chỉ nhận lấy một phần nhỏ lực lượng oanh kích của Lệ Đế. Những mảnh vỡ bảo giáp kia còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên, một cỗ linh khí lóe lên, rất nhanh. Những mảnh vụn kia xông vào trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, tiểu trảo của Tiểu Bạch Chiêu Chiêu, những mảnh vụn kia rơi xuống trước mặt nàng. Nàng nhìn thoáng qua những mảnh vụn kia, sau đó lấy ra linh trượng gõ, chung quanh càng ngày càng nhiều linh khí tụ đến. Giống như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay người, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, nàng đi tới chỗ Nhị Nha. Nhị Nha vẫn còn thôn vệ nội đan. Khí tức của nàng không cuồng bạo giống như lúc trước, bây giờ khí tức của nàng rất bình tĩnh, không có một chút chấn động. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó nàng chạy tới sau lưng, ánh mắt rơi vào trên đuôi của Nhị Nha. Trên cái đuôi kia, bị vô số vảy màu vàng sậm bao vây. Tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng sờ lên những vảy màu vàng sậm kia, cuối cùng tiểu trảo nhẹ nhàng giật giật. Nhị Nha mở mắt, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, có chút im lặng. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nha, nhếch miệng cười cười, sau đó tiểu trảo vung múa rất nhanh. Ý tứ của nàng là bảo giáp của Dương Diệp quá giòn, như vậy Dương Diệp sẽ nguy hiểm. Nhị Nha hiển nhiên cũng nghe hiểu, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng nhìn thoáng qua cái đuôi của mình, bàn tay nhỏ bé búng một cái, rất nhanh, năm cái lân phiến bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm lấy lân phiến xoay người rời đi. Tại chỗ, Nhị Nha ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, trong mắt nàng xuất hiện vẻ lo lắng, nhưng mà thời gian dần trôi qua, ánh mắt của nàng lại băng lạnh xuống, chỉ chốc lát, lại biến thành mờ mịt. Thôn vệ hai mảnh nội đan, trong đầu nàng xuất hiện một ít trí nhớ lúc trước không có. Sau một lúc lâu, Nhị Nha thu hồi ánh mắt. Dương ca ca, Tiểu Bạch, thân nhân, thân nhân, thân nhân. Nàng thấp giọng thì thào, rất nhanh, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lệ Đế, thời khắc này quanh người Lệ Đế xuất hiện vết kiếm rậm rạp chằng chịt, những cái kia đều là bị kiếm khí thương tổn. Mà hắn, bởi vì có bảo giáp, tuy cũng bị thương, nhưng lấy tốc độ khôi phục của hắn mà nói, những vết thương kia quả thực có thể bỏ qua không tính. Đơn giản mà nói, lúc này đây, Lệ Đế thua thiệt lớn. Giờ phút này thần sắc của Lệ Đế cực kỳ khó coi. Hắn thật không ngờ sau khi Dương Diệp cầm lấy hai thanh kiếm kia, thực lực biến thành khủng bố như thế, càng không nghĩ tới trên người Dương Diệp còn mặc một bộ bảo giáp. Ai nói ngoại vật vô dụng? Ở thời điểm thực lực sai biệt không nhiều, ngoại vật là cực kỳ hữu dụng nha. Rút lui. Lúc này Tá Mạc đột nhiên nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nếu như chỉ có một người Dương Diệp, hôm nay hắn là tuyệt đối sẽ không đi, nhưng bây giờ Dương Diệp không phải một người. Hắn còn có An Nam Tĩnh, Âm Dương Tiên. Mặc dù là 4-3, nhưng mà nói thật, bọn hắn không có phần thắng quá lớn. Thần khí trên người Dương Diệp nhiều lắm. Căn bản không cách nào đánh.
Đệ nhất thần nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó xoay người rời đi, Thương Đao Khách xoay người đi theo, còn Lệ Đế thì thần sắc âm tình bất định. Từ khi thành danh đến nay, hắn không có uất ức qua như vậy. Kỳ thật, hắn đã có ý liều mạng. Đa tạ tiền bối. Âm Dương Tiên lạnh nhạt nói. Ta chỉ là báo thù, không phải giúp ngươi. Dương Diệp cười nói. Bất kể như thế nào, hôm nay tiền bối tương trợ, ta khắc trong tâm khảm. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đi tìm Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, hoặc là mấy thiên mệnh, ta không biết mạt pháp chi địa cuối cùng cho Lệ Đế chỗ tốt gì, để hắn cam nguyện trở thành tay chân của mạt pháp chi địa, nhưng ta biết, việc này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, mạt pháp chi địa rõ ràng là muốn đối nghịch thiên mệnh, lời nói khó nghe, nếu như không có át chủ bài kinh người, dù cho Lệ Đế và Hoành Vạn Cổ 100 lá gan, bọn hắn cũng không dám làm như thế. Dương Diệp gật đầu. Ta biết. Âm Dương Tiên nói. Tiểu tử ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ý đồ xấu rất nhiều, hơn nữa, sau lưng ngươi có Kỳ Bỉ Thiên và mấy thiên mệnh, từ mặt ngoài đến xem, ngươi càng chiếm ưu thế. Dương Diệp cười khổ. Chiếm ưu thế. Chiếm cái búa. Thế nhân đều cho rằng thiên mệnh là một phe với hắn, xác thực, nữ tử váy trắng và nữ tử váy đen là một phe với hắn, nhưng hai cái mạnh nhất trong bốn thiên mệnh không phải một phe với hắn. Đồ sát còn tốt, tuy nhìn hắn khó chịu, nhưng không có muốn giết hắn, mà thiên mệnh lão đại kia, gia hỏa này là muốn giết hắn. So sánh với thiên mệnh lão đại, đám người mạt pháp chi địa thật không phải đáng sợ như vậy. Lúc này Âm Dương Tiên nói, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đột nhiên Dương Diệp nói. Tiền bối dừng bước. Âm Dương Tiên quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Tiền bối, vừa rồi ngươi tương trợ ta, sợ là mạt pháp chi địa sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu như bọn hắn ghim ngươi, tùy thời liên hệ ta. Âm Dương Tiên lạnh nhạt nói. Liên hệ cái búa, liên hệ ngươi, sợ là sẽ chết nhanh hơn. Địa phương có ngươi, bọn hắn nhất định là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có mình ta mà nói. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không phí tâm tư lớn như vậy, cho nên ngươi đừng tới tìm ta, ta sẽ rất an toàn. Nói xong, người hắn đã biến mất. Tại chỗ, Dương Diệp cười khổ, không thể không nói, Âm Dương Tiên này nói vẫn có mấy phần đạo lý. Nếu như đối phương đi cùng với hắn, nhất định sẽ bị mạt pháp chi địa trọng điểm đối đãi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía An Nam Tĩnh. Không có sao chứ. An Nam Tĩnh lắc đầu. Trận chiến lúc trước, nàng cũng không có bị thương gì. Dương Diệp nói khẽ. Lần này là ta chủ quan, cho rằng mạt pháp chi địa trải qua sự tình lần trước, bọn hắn sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới, bọn hắn nhanh như vậy liền đi ra. Từ vừa rồi đến xem, bọn hắn hẳn không phải cố ý tới tìm ta, hiển nhiên bọn hắn đi ra ngoài là có mục đích khác, chẳng lẽ là muốn đi tìm giúp đỡ gì. Nói đến đây, thần sắc Dương Diệp trở nên âm trầm. Từ đầu đến giờ, mạt pháp chi địa đã kéo càng ngày càng nhiều lão quái vật, mà những lão quái vật kia không biết vì sao rõ ràng đều muốn tới giết hắn. Đặc biệt là Lệ Đế, gia hỏa này tâm cao khí cao, thực lực cường đại, mạt pháp chi địa cuối cùng dùng phương pháp gì để đối phương cam nguyện bán mạng. Hắn không nghĩ ra, hơn nữa hắn biết, trải qua sự tình lần trước, mạt pháp chi địa nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Nếu như đối phương lại tới tìm hắn, là đã hoàn toàn chắc chắn. Bởi vậy, hắn không thể dậm chân tại chỗ, hắn phải ở trước khi mạt pháp chi địa tìm đến, để cho mình biến thành càng cường đại hơn. Hắn phải nhanh hơn mạt pháp chi địa một bước. Dậm chân tại chỗ, chắc chắn phải chết. Lúc này An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh hắn, nói khẽ. Không cần suy nghĩ nhiều, một đường đi tới, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Ta và ngươi cùng một chỗ, thế gian chuyện gì không thể làm. Nghe vậy, Dương Diệp cười ha ha. Tiếng cười trực thấu bầu trời. An Nam Tĩnh đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn xem hắn. Nàng và Dương Diệp, là hai thiên tài yêu nghiệt nhất thời đại này, nhưng vì Dương Diệp, nàng cam nguyện ẩn nấp ánh sáng của mình, yên lặng làm bạn. Nếu như không có Dương Diệp, An Nam Tĩnh sẽ trở thành tiêu giao tử thứ hai. Một người truy cầu võ đạo cực hạn. Nhưng có Dương Diệp, võ đạo ở trong lòng An Nam Tĩnh, đã là thứ hai. Đây hết thảy bắt nguồn từ huyền giả đại lục, chỗ cửa thành, trước vạn tiễn, Dương Diệp liều chết thủ hộ. Một lát sau, Dương Diệp và An Nam Tĩnh về tới Hồng Mông Tháp, hắn vừa trở lại Hồng Mông Tháp,
Tiểu Bạch liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tiểu trảo của Tiểu Bạch giấu ở sau lưng, nàng nhìn Dương Diệp, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Dương Diệp cười nói, cho ta nhìn một chút. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo mở ra, rất nhanh, một bộ áo giáp xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bộ áo giáp mới tinh. Lân phiến của nhị nha. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, có chút bất ngờ. Do dự một chút, Dương Diệp lấy ra kiếm của mình, cũng chính là Thái U kiếm, hắn cầm kiếm dùng sức điểm tới. Keng! Một thanh âm thanh thúy vang lên. Trên bảo giáp, tia lửa tung bay, phía trên có một vết kiếm nhàn nhạt, nhưng rất nhanh, vết kiếm kia bay kến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Diệp thay đổi. Khủng bố như vậy! Kiếm trong tay của hắn là Thái U kiếm nha. Hắn cầm lấy bảo giáp, cẩn thận quan sát một chút, giáp rất nhẹ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác kiên cố. Rất kiên cố. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Nhị nha phòng ngự rất mạnh. Rất mạnh. Nàng và nhị nha đối chiến qua, phòng ngự của nhị nha thật sự quá biến thái. Trước kia nàng cảm thấy nhục thể của Dương Diệp rất không tồi, nhưng mà từ khi kiến thức đến nhục thể của nhị nha, nàng phát hiện, nhục thể của Dương Diệp chỉ là đống cặn bã. Mà bây giờ, Tiểu Bạch dùng lân phiến của nhị nha chế tạo bảo giáp, giáp này từ trình độ nào đó mà nói đã biến chất. Bất quá những thứ này không phải trọng điểm là nhị nha. Mấy miếng vảy của nhị nha đã khủng bố như thế, vậy hiện tại phòng ngự của nhị nha đã mạnh đến mức nào? Thiên mệnh kiếm có thể ra phòng ngự của nàng sao? Dương Diệp hoàn toàn không có nắm chắc. Thu hồi suy nghĩ. Dương Diệp mặc bảo giáp vào, rất nhanh, bảo giáp dung nhập vào trong thân thể của hắn, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, bảo giáp sẽ tự động xuất hiện. Giáp này với hắn mà nói, tính là một át chủ bài bảo toàn tánh mạng. Vừa rồi nếu không phải giáp này, hắn cùng Lệ Đế đối kháng, nhất định sẽ bị trọng thương, lúc kia, đám người Tá Mạc nhất định sẽ liều chết đi đánh với hắn một trận. Có thể nói, giáp này giúp hắn rất nhiều. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Nhẹ giọng nói. Tiểu gia hỏa, trong khoảng thời gian này để ngươi mệt muốn chết rồi. Tiểu Bạch bay đến trên vai Dương Diệp, tiểu trảo ôm cổ hắn, đầu cứ như vậy dựa vào. Nàng không hiểu chuyện lắm, nhưng nàng biết một điểm, chính là mỗi một ngày Dương Diệp đều rất nguy hiểm. Vì vậy nàng luôn tận hết khả năng giúp đỡ Dương Diệp. Nàng bây giờ, căn bản không phải thiện linh gì, nàng cũng không muốn đi làm thiện linh, nàng thầm nghĩ vĩnh viễn không buồn không lo như vậy. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Biết không, nhiều khi, mặc kệ mệt mỏi bao nhiêu, thê thảm như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến các ngươi, ta cảm thấy ta làm hết thảy đều đáng giá. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Một lát sau khi Tiểu Bạch ngủ, Dương Diệp bắt đầu chữa thương. Hiện tại hắn cần để thân thể của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau khi thân thể khôi phục, hắn cần lần nữa tiến về biên giới tứ duy vũ trụ. Phải tìm được Kỳ Bỉ Thiên và A Tú. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, mà bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Trước kia vì sao không dùng chiêu đó? Chiêu nào? Dương Diệp nao nao, rất nhanh, hắn hiểu được An Nam Tĩnh nói gì. Một chiêu chém ra không gian tứ duy vũ trụ kia. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật và Phong Ma Kiếm Pháp bộc phát. Đây là một chiêu kiếm kỹ cực đoan, vô cùng cực đoan, bởi vì này tương đương với chiêu thức tự tàn chính mình, chính hắn cũng khống chế không được, hơn nữa chiêu này cũng có nguy hiểm nhất định, giết không được người khác, thì mình sẽ xong đời. Dù sao hắn phải để tất cả năng lực của mình ở trong nháy mắt bộc phát, sau khi bộc phát, chính là thời điểm hắn suy yếu nhất. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Đó là lưu vào thời điểm mấu chốt dùng. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn không biết mạt pháp chi địa còn có át chủ bài gì, đồng dạng, hắn cũng phải để cho mạt pháp chi địa không biết hết át chủ bài của mình. Một khi tất cả lá bài tẩy đều bại lộ ở trong mắt mạt pháp chi địa, khi đó cũng chính là thời điểm hắn xong đời. Cứ như vậy, tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát, không gian xung quanh hắn bị nhục thể của hắn xé tan thành phấn. Lúc này lực lượng không gian đã cuốn tới. Hai mắt Dương Diệp híp lại, rút kiếm chém, một kiếm rơi xuống lại một kiếm. Xuy 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 xuy. Cứ như vậy, Dương Diệp giống như kẻ điên điên cuồng chém tới,
những lực lượng không gian cường đại ở trước mặt hắn kia bị Dương Diệp xé rách từng tầng. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đã có thể chứng kiến tinh không? Có thể đi ra. Nhưng thời điểm này, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lui về phía sau. Rất nhanh, hắn trực tiếp lui trở về không gian tam duy vũ trụ. Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu chữa thương. Hắn cũng không có trực tiếp tiến vào biên giới tứ duy vũ trụ, bởi vì hắn muốn trước tiên ở nơi này tu luyện một chút. Chiêu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bộc phát kia hắn căn bản chưa quen thuộc, bất kể là tốc độ, hay trong quá trình chạy nước rút đều không hoàn mỹ, còn có rất nhiều không gian tiến bộ. Hắn muốn triệt để nắm giữ chiêu này, sau đó thuần thục, hơn nữa rút ngắn thời gian, có thể trong thời gian ngắn thì đến được hiệu quả bộc phát. Mà biên giới tứ duy vũ trụ chính là đối thủ hắn bồi luyện tốt nhất. Hơn nữa, tuy hắn có thể tiến vào biên giới tứ duy vũ trụ, nhưng đó là dùng xé rách thân thể đổi lấy. Một khi đôi mắt bên kia vẫn còn, hắn lại phải trốn chạy để khỏi chết. Cho nên hắn phải luyện, luyện chiêu này đến không có hậu di chứng gì mới thôi. Ước chừng một lúc lâu sau, thân thể Dương Diệp bị xé rách đã tốt hơn không sai biệt lắm. Thân thể của hắn có thể nói là thân kinh bách chiến rồi, tính bền dẻo rất mạnh. Về phần đau đớn bình thường, Dương Diệp hắn đã sớm chết lặng. Sau khi khôi phục, Dương Diệp lập tức đứng dậy, sau đó lần nữa phóng về phía biên giới tứ duy vũ trụ. Lúc này đây, tốc độ khởi đầu của hắn cực nhanh, hắn muốn dùng lực bạo phát của tốc độ đến tăng thêm lực bạo phát của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hai loại lực bạo phát tăng thêm Phong Ma kiếm pháp, ở trong khoảng thời gian ngắn, là thời điểm hắn kinh khủng nhất. Mà hắn thì muốn làm đến mức tận cùng. Trong thông đạo không gian, một nhân ảnh xông nhanh. Sau lưng nhân ảnh này, ngoại trừ không gian bị xé nứt, còn có đạo đạo tàn ảnh giống như thực chất. Những tàn ảnh này là chân thật như vậy, nhưng chúng chẳng qua chỉ là tàn ảnh. Phá! Lúc này xa xa đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp, theo tiếng hét phẫn nộ này vang lên, không gian nơi đó bắt đầu nổ tung. Đừng nhìn khí thế kia của Dương Diệp phảng phất như muốn chém nát cả tứ duy vũ trụ, kỳ thật kiếm thế của hắn là càng ngày càng yếu, một khi bị ngăn trở. Kiếm thế và khí thế sẽ yếu bớt, uy lực tự nhiên cũng sẽ yếu rất nhiều. Rất nhanh, Dương Diệp đã đến ranh giới của tứ duy vũ trụ. Hắn ngừng lại, sau đó lui về phía sau. Chỉ chốc lát, hắn đã lui trở về vị trí cũ. Dương Diệp cầm kiếm đứng tại chỗ, cau mày. Chiêu này, trên cơ bản chính là thuộc về loại ngươi không chết, khả năng chính là ta chết. Nhưng trải qua mấy lần khảo thí, hắn phát hiện, khuyết điểm cũng rất nhiều. Đầu tiên, ở trên tốc độ tăng lên, nếu như giao thủ với cường giả, đối phương có thể sẽ không cho ngươi tăng tốc độ lên. Thứ hai, cho dù tốc độ tăng lên, nhưng sau đó uy lực lại bởi vì bị ngăn trở mà càng ngày càng yếu. Giống như kéo lò xo, nếu như không thể một lần bẻ gãy, cho dù mới đầu ngươi kéo rất nhanh, nhưng từ từ cánh tay sẽ vô lực, dẫn đến lò xo trở về hình dáng ban đầu. Mà hắn phải làm, là duy nhất một lần liền xong. Trừ cái đó ra. Hắn còn cần tốc độ khởi đầu nhanh hơn, tranh thủ vừa ra tay liền đến mức tận cùng. Luyện. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau khi chữa khỏi tổn thương, hắn lần nữa nhắc kiếm vào tới. Muốn làm đến mức tận cùng, chỉ có khổ luyện, không có bất kỳ đường tắt. Cứ như vậy, Dương Diệp một lần lại một lần phóng về phía biên giới tứ duy vũ trụ, mà mỗi lần sắp lao ra, hắn lại lui về. Như thế nhiều lần tuần hoàn. Thời điểm Dương Diệp điên cuồng tu luyện, ở một thế giới không biết tên, một nam tử đột nhiên hàng lâm thế giới này, nam tử đúng là Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua bốn phía, thế giới này ở vào trạng thái hủy diệt, có sinh linh, nhưng mà đã càng ngày càng ít. Hoành Vạn Cổ trầm mặc hồi lâu, rất nhanh, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một kim thân pháp tướng. Sau một khắc, bàn tay khổng lồ của kim thân pháp tướng áp về phía đại địa, chỉ chốc lát. Cả vùng bắt đầu rung rung kịch liệt, vô số đại địa chi lực liên tục không ngừng tụ về phía Hoành Vạn Cổ. Vô số đại địa chi lực hội tụ về phía kim thân pháp tướng, theo những đại địa chi lực kia tràn vào, kim thân pháp tướng từ từ phát sinh biến hóa, càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng ngưng thực, cũng càng lúc càng lớn. Nhưng thế giới kia lại bị thương nặng. Đất đai dưới chân Hoành Vạn Cổ, nguyên bản sinh cơ bừng bừng, nhưng chỉ chốc lát đã khô cạn, phảng phất như trải qua vài chục năm hạn hán. Dưới kim thân pháp tướng, Hoành Vạn Cổ cảm nhận được kim thân pháp tướng của mình biến hóa, hắn nói khẽ. Ở trước đại đạo,
hết thảy đều tỏ ra không có ý nghĩa như vậy. Qua không biết bao lâu, hắn mở mắt, sau đó đi xa. Lúc này đây, hắn không có tăng tốc, cứ như vậy đi qua. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới biên giới tứ duy vũ trụ, Khô Ngồ Gian tứ duy vũ trụ bắt đầu trấn áp, từng đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, vẫn không có động thủ. Cỗ lực lượng Cassia càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh. Nhưng Dương Diệp không có tăng tốc, cũng không có ra tay. Rốt cuộc, thời điểm cỗ lực lượng kia cách Dương Diệp chỉ khôn đến nửa trượng. Lúc này hắn ngẩng đầu, sau một khắc, chân phải đạp mạnh. Ầm, nơi Dương Diệp đặt chân, không gian lập tức sụp đổ, mà Dương Diệp thì đã biến mất không thấy gì nữa, trong tràng, một đạo kiếm quang hung ác chạm đi. Tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ, so với lúc trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là, lúc này đây Dương Diệp không cần chạy đà để tăng tốc độ, hắn là trong nháy mắt bộc phát. Chém. Trong thông đạo không gian, đột nhiên Dương Diệp gầm lên một tiếng, thanh âm rơi xuống, hết thảy trước mặt hắn đều bị xé tan thành phấn, mà hắn cũng không dừng lại, kiếm chém xuống. Một bắt đầu là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bộc phát, mà bây giờ là Phong Ma kiếm pháp bộc phát. Xuy. Không gian trước mặt Dương Diệp nổ từng khúc, chỉ chốc lát, không gian trước mặt hắn hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này, hắn đã không ở trong thông đạo không gian, mà ở trong một tinh không. Tinh không mịt mùng, vô biên vô hạn, mênh mông thâm sâu. Đi ra. Dương Diệp xoay người nhìn, phía sau hắn, vết nứt không gian kia đang bắt đầu chậm rãi khép lại. Lúc này đây, hắn không có trở về. Bởi vì hắn đã tu luyện xong rồi. Dương Diệp nhìn thân thể mình, thân thể hắn vẫn bị đánh nứt, bất quá dùng năng lực khôi phục của hắn mà nói, chút thương thế này thực không đáng giá nhắc tới, trong chốc lát có thể hết. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu trải rộng ngôi sao, vô biên vô hạn, căn bản nhìn không tới đầu. Đám người Kỳ Bỉ Thiên ở đâu? Dương Diệp nhíu mày, tinh không mịt mùng này, hắn đi nơi nào tìm? Ngay lúc này, không gian trên đỉnh đầu hắn bắt đầu rung động. Một cỗ uy áp vô hình mạnh mẽ tụ tập. Không cần phải nói, cặp mắt kia lại xuất hiện. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Sau một khắc, hắn xoay người chạy. Thật nhanh, nháy mắt đã biến mất ở phần cuối. Mặc dù thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng hắn không có bành trướng, cũng không có cảm giác mình đã vô địch. Hơn nữa lúc này đây hắn tới mục đích chủ yếu là tìm kiếm Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên, mà không phải đến đánh nhau. Nhưng cặp mắt kia không muốn buông tha hắn. Dương Diệp đã ở ngoài mấy trăm ngàn dặm đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở đỉnh đầu hắn, cặp mắt kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, đồng thời mảnh không gian ở trước mặt hắn đột nhiên nhăn nhó. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cặp mắt kia, giờ phút này, cặp mắt kia cũng đang nhìn hắn. Tay trái Dương Diệp nắm chặt vỏ kiếm. Ta là tới tìm người, không phải tới gây chuyện, cho ta chút mặt mũi được không? Xoẹt xẹt. Lúc này trên đỉnh đầu Dương Diệp, một bàn tay lớn màu đen giáng xuống. Bàn tay rơi xuống, trong đó ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, làm cho vùng không gian xung quanh Dương Diệp tầng tầng co lại. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc, thực lực của đôi mắt kia thật quá mạnh, hiện tại hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Lúc này đây, Dương Diệp không có lựa chọn trốn. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên không muốn gây phiền toái, nhưng nếu như tránh không được phiền toái. Vậy thì giết. Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, chân phải đạp mạnh. Ầm. Dưới chân hắn, vạn trượng không gian sụp đổ, biến thành một hắc động khổng lồ. Mà Dương Diệp thì tự mình phóng lên trời, một kiếm chạm về phía cánh tay. Trên không trung, kiếm quang xuyên qua lòng bàn tay. Trong tinh không, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, sau lưng hắn, năm thanh ngũ hành kiếm theo sát. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến. Bởi vì sau lưng hắn, không gian đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một cột sáng màu đen từ trong đó bắn ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không dám khinh thường, vội vàng ngừng lại, hắn tâm niệm khẽ động, năm thanh kiếm chém bay ra, ngũ kiếm chém về phía cột sáng, nhưng ngũ hành kiếm còn chưa tới gần cột sáng, đã bị cột sáng tản mát ra lực lượng cường đại chấn liên tục lùi lại, lùi đến sau lưng Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp cũng cảm nhận được cỗ uy áp kia. An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Một cây trường thương và một thanh kiếm đâm vào cột sáng, nhưng cột sáng kia không biến mất,
trái lại Dương Diệp và An Nam Tĩnh còn bị chấn liên tục lùi lại. Sau khi lui ngàn trượng, chân phải của Dương Diệp và An Nam Tĩnh đồng thời đạp mạnh, hai người cứng rắn ngừng lại, nhưng không gian phía sau bọn họ lập tức nổ bể ra. Lúc này khóe miệng của An Nam Tĩnh nổi lên vẻ dữ tợn, tay phải nàng buông chiến qua, thân thể nửa bay lên không, chân phải đá vào đuôi thương. Xuy! Chiến qua lập tức xé rách tia sáng, lúc này tay phải của An Nam Tĩnh tìm tòi về phía trước, trực tiếp nắm lấy chiến qua, sau đó cả người vọt tới, cột sáng bắt đầu nổ từng khúc. Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, thân hình hắn run lên, trực tiếp vượt qua cột sáng, sau đó xông về phía vết nứt không gian, khi hắn đi vào kẽ hở kia, An Nam Tĩnh cũng đã tới. Dương Diệp rút kiếm chém, mà trường thương trong tay An Nam Tĩnh cũng đâm ra. Không gian chung quanh hai người bỗng nhiên run lên, sau đó trong khe hẹp kia, như có cái gì bị đánh lui. Nhưng mà sau một khắc, kẽ hở kia lập tức mở rộng, một cỗ lực lượng cường đại giống như biển gầm cuồn cuộn quét ra. Bang bang! Dương Diệp và An Nam Tĩnh bị chấn bay đến bên ngoài ngàn trượng. An Nam Tĩnh tay cầm thương đâm ra sau, nàng lập tức ngừng lại, mà Dương Diệp thì hai tay cầm kiếm mãnh liệt cắm xuống, lợi dụng lực cản của không gian bức mình ngừng lại. Hai người ngẩng đầu nhìn, xa xa, vết nứt không gian càng lúc càng lớn, rất nhanh, một cự ảnh hư ảo xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hư ảnh hình người, hai tay hai chân, hình thể cao tới 10 trượng, thật là một cự nhân, nhưng mặt của hắn chỉ có mắt, còn lại hết thảy đều bằng phẳng. Hiển nhiên, này chính là hai mắt kia huyễn hóa thành. Dương Diệp và An Nam Tĩnh mặt không biểu tình, hai người đứng ở nơi đó, không hề sợ hãi. Lúc này cự ảnh bắt đầu đi về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đưa tay nắm tóc quấn lên cổ, sau đó chân phải nàng vẽ một cái, chân trái có chút quỳ gối, cả người hiện lên tư thế lấy đà. Yên lặng một cái chớp mắt. Chân trái của An Nam Tĩnh mãnh liệt dùng sức, sau một khắc, cả người nàng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cự ảnh nhân, trong không trung, An Nam Tĩnh tay cầm chiến qua ném một cái. Xuy! Trường thương phá không! Lực lượng cường đại đủ để xé rách hết thảy. Nhưng lúc này, cự ảnh nhân đột nhiên oanh ra một quyền. Một quyền này mới ra, quyền uy cường đại cứng rắn bức ngừng chiến qua của An Nam Tĩnh. Không chỉ như thế, chiến qua của An Nam Tĩnh bắt đầu lui về phía sau, lui càng lúc càng nhanh, thời điểm quả đấm của hắn va chạm vào chiến qua, đằng sau chiến qua, An Nam Tĩnh đá vào đuôi thương một cước. Hai cỗ lực lượng cường đại bộc phát, không gian xung quanh bắt đầu nổ từng khúc. Lực lượng cường đại đã ảnh hưởng đến không gian ngoài mấy trăm ngàn dặm. An Nam Tĩnh thì bị một quyền kia chấn bay ra ngoài. Thời điểm An Nam Tĩnh bay ra ngoài, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt cự ảnh nhân, sau một khắc, vô số kiếm quang không ngừng thiết cắt, đó là ngũ hành kiếm. Ngũ kiếm không ngừng tung hoành thiết cắt ở trên người cự ảnh nhân. Xuy xuy xuy, quanh người cự ảnh nhân bắt đầu xuất hiện từng vết kiếm sâu không thấy đáy, nhưng rất nhanh. Hai tay cự ảnh nhân mãnh liệt chúi xuống. Một cỗ uy áp cường đại từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra, cỗ uy áp này chấn cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Nhưng lúc này, An Nam Tĩnh lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cự ảnh nhân, ngay sau đó, tay phải An Nam Tĩnh cầm chiến qua mãnh liệt đâm vào đầu của cự ảnh nhân. Bất quá trường thương bị tay của cự ảnh nhân chặn lại. Nhưng thời điểm cự ảnh nhân lấy tay ngăn cản trường thương, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở dưới háng hắn. Sau một khắc, Dương Diệp cầm kiếm đâm vào háng của cự ảnh nhân. Băm điều kiếm pháp. Nhưng mà sau một khắc, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi đó rỗng tuếch. Không có chim. Nữ. Cái quỷ gì? Dương Diệp. Xuy. Chiến qua xé rách không gian, mang theo lực lượng kinh khủng đâm về phía An Nam Tĩnh đang bay ngược. Trên không trung, sắc mặt An Nam Tĩnh đại biến, hai tay nàng mãnh liệt hợp lại. Ra sức chộp lấy chiến qua, nhưng hai tay nàng lập tức máu thịt be bét. Lực lượng quá mức kinh khủng. Đúng lúc này, cự ảnh nhân đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó đánh về phía An Nam Tĩnh một quyền. Hai mắt An Nam Tĩnh híp lại, đang muốn ra tay, nhưng Dương Diệp nhanh hơn nàng. Ở thời điểm cự ảnh nhân xuất thủ, Dương Diệp đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nó, sau đó đạo đạo kiếm quang bao phủ cự ảnh nhân, trong khoảnh khắc cự ảnh nhân liên tục lùi lại. Kiếm kia lực sát thương quá mạnh, cho dù là nó cũng kiêng kỵ không thôi. Thời điểm cự ảnh nhân lui, chân phải An Nam Tĩnh đạp một cái, cả người xông lên, chiến qua xoay tròn tốc độ cao,
Lực lượng cường đại chấn không gian trước mặt nàng nổ từng khúc, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ngay lúc này, cự ảnh nhân đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên trời, cả người tựa như một ngọn núi lớn nghiền ép về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Uy áp cường đại hạ xuống từ trên trời, tựa như muốn nghiền nát thiên địa này. Thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, uy thế như vậy, hắn chỉ gặp qua mấy người. Hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Trầm mặc một cái chớp mắt. Hai người đột nhiên phóng lên trời. Một hơi sau. Trên không trung. Ầm. Một tiếng nổ mạnh vang vọng lên, trong nháy mắt, mảnh không gian kia bắt đầu nổ từng khúc, sau đó mai một, mà cùng lúc đó, hai nhân ảnh không ngừng lùi lại, sau khi lui gần vạn trượng, hai nhân ảnh mới dừng lại. Hai người này đúng là An Nam Tĩnh và Dương Diệp. Hai người vừa dừng lại, khóe miệng đồng thời tràn ra một ngụm máu tươi. Hai người nhìn phía xa, chỗ đó thân hình cự ảnh nhân dần dần mờ đi, nhưng rất nhanh, thân thể hắn điên cuồng hấp thu năng lượng ám vật chất chung quanh. Vì vậy thân thể hư ảo lại dần dần ngưng thật. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp co giật, mẹ kiếp, đây là chơi người đúng không? Hai người chuẩn bị tiếp tục chiến, nhưng đúng lúc này, một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đúng là Nhị Nha. Nhị Nha quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trong ánh mắt rất lạ lẫm, nhưng rất nhanh, nàng nhíu mày, một lát sau, ánh mắt nàng dần dần khôi phục bình thường. Ta tới. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía cự ảnh nhân. Nhị Nha chậm rãi đi về phía cự ảnh nhân, phía sau nàng, cái đuôi màu ám kim đung đưa. An Nam Tĩnh và Dương Diệp nhìn nhau, hai người đều không có ra tay. Tin tưởng Nhị Nha. Nhưng thật ra là, Nhị Nha để cho bọn hắn cảm giác được nguy hiểm. Tiểu gia hỏa kia cũng biến thái giống như Tiểu Bạch, bất đồng là, Tiểu Bạch thuộc về phụ trợ, mà Nhị Nha thì thuộc về chủ công. Nhị Nha mặt không cảm giác nhìn cự ảnh nhân, trong mắt nàng dần dần băng lạnh xuống, sau đó là hờ hững. Ngay lúc này, cự ảnh nhân đột nhiên vọt về phía Nhị Nha. Rất nhanh, nó cách Nhị Nha càng ngày càng gần. Nhị Nha như trước từ từ đi tới. Cự ảnh nhân vung quyền đánh về phía Nhị Nha, nắm đấm kia giống như một ngọn núi nhỏ nghiền ép, thân hình của Nhị Nha ở trước nắm đấm này, tỏ ra nhỏ bé không chịu nổi như vậy. Nhìn nắm đấm càng ngày càng gần, Nhị Nha vẫn mặt không biểu tình. Rất nhanh, nàng xuất thủ. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, bàn tay phải của Nhị Nha ấn qua. Bàn tay rất nhỏ, so với Tiểu Bạch cũng chỉ lớn hơn một chút. Nhưng theo bàn tay này nghênh đón, trên đỉnh đầu Nhị Nha, một cỗ lực lượng bá đạo vô hình đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, quả đấm của cự ảnh nhân bị cỗ lực lượng này bức cho ngừng lại. Ngay lúc này, Nhị Nha đột nhiên phóng lên trời, lòng bàn tay của nàng dính vào quả đấm của cự ảnh nhân, thoáng qua, nắm tay phải của nàng mãnh liệt oanh ra một cái. Ầm. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, cánh tay phải của cự ảnh nhân trực tiếp đập nát, ngay sau đó, toàn bộ thân thể té bay ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên nhảy vào tới. Cánh tay còn lại của cự ảnh nhân đánh về phía nàng, Nhị Nha cũng đánh ra một quyền. Ầm. Một cánh tay khổng lồ khác của cự ảnh nhân cũng trực tiếp nổ bể ra, lúc này Nhị Nha đã tới trên đầu của cự ảnh nhân. Nhị Nha đá nghiêng, trực tiếp quét tới đầu của cự ảnh nhân. Ầm. Viên cái đầu lập tức nổ bể ra. Xa xa, Dương Diệp ngây ra như phỗng. Nhị Nha một cước đá nát đầu cự ảnh nhân, nàng ở trước mặt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh bắt đầu ăn. Ăn cự ảnh nhân. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, cuối cùng bọn hắn đi tới trước mặt Nhị Nha đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn hắn, trong mắt dĩ nhiên là vẻ đề phòng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày. Nhưng lúc này, vẻ đề phòng trong mắt Nhị Nha rút đi, nàng chỉ cự ảnh nhân. Các ngươi cũng muốn ăn sao? Khóe miệng Dương Diệp co rút, hắn lắc đầu. Dương Diệp nói khẽ. Ngươi không quá giống lúc trước. Nhị Nha nhẹ gật đầu. Trong đầu ta nhiều hơn một chút ký ức trước kia không có, rất khó chịu. Vì cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp. Bởi vì trước kia ta giống như rất xấu, hơn nữa cực kỳ ưa thích loại người sát ý nặng như Dương ca ca. Ta cảm thấy, nếu ta ăn ngươi, ta khẳng định sẽ rất lợi hại. Vô cùng lợi hại. Mặt Dương Diệp đen lại, hắn vỗ đầu Nhị Nha một cái. Có ý đồ xấu gì đó.
Nhị Nha nhếch miệng cười cười, sau đó tiếp tục quay người ăn cự ảnh nhân. Cũng không có cảnh máu tanh gì, bởi vì Nhị Nha ăn là năng lượng, nói là ăn, không bằng nói thôn vệ phù hợp hơn. Dương Diệp lại nói, Nhị Nha, người đã hấp thu xong nội đan của mình rồi sao? Nhị Nha lắc đầu, còn kém một chút xíu, một điểm mấu chốt nhất. Có khó khăn gì không? Dương Diệp hỏi, Nhị Nha nhẹ gật đầu. Điểm mấu chốt kia, có thật nhiều đồ vật để cho ta khó chịu muốn đi vào trong đầu ta không muốn, rất muốn tiêu diệt chúng, chỉ lấy lực lượng thuộc về ta, nhưng giống như không làm được. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Nhị Nha, những thứ kia là mảnh vụn trí nhớ của ngươi, đúng không? Nhị Nha gật đầu. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, cuối cùng An Nam Tĩnh nói khẽ. Hấp thu đi. Nhị Nha nhìn về phía An Nam Tĩnh nói khẽ. Những cái kia đều là trí nhớ của ngươi, đừng kháng cự, hấp thu chúng. Chẳng qua là, ngươi cần phải giữ vững bản tâm của mình, phải nhớ kỹ mình là ai. Nhị Nha trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta sợ hấp thu xong, sẽ thương tổn Tiểu Bạch và Dương ca ca. An Nam Tĩnh cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ như vậy sao? Nhị Nha lắc đầu. Không. An Nam Tĩnh cười nói. Vậy là tốt rồi. Nàng còn muốn nói điều gì, lúc này Nhị Nha lại lắc đầu. Ta không muốn hấp thu những ký ức ấy, quá khứ gì đó, đã không có quan hệ gì tới ta, bây giờ ta là Nhị Nha, là muội muội của Dương ca ca, là bằng hữu tốt nhất của Tiểu Bạch. Quá khứ, đều không có quan hệ gì tới ta, chờ ta ăn xong những năng lượng này, ta sẽ để cho Tiểu Bạch hỗ trợ ta hấp thu kim đan, sau này ta sẽ tự mình ngưng tụ nội đan mới. An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó gật đầu. Cũng được. Nhị Nha lựa chọn không nhớ lại quá khứ, cũng có thể, đây là lựa chọn của Nhị Nha. Nhớ lại quá khứ, thực lực nhất định sẽ vô cùng kinh khủng, dù sao nàng đã từng là tồn tại để cho thiên mệnh kiêng kỵ. Nhưng nếu như nhớ lại quá khứ, như vậy nàng khả năng sẽ thành ác linh như trước. Nàng không muốn mình biến thành một người khác. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha, nói khẽ. Cũng tốt, quá khứ liền để cho nó trở thành quá khứ đi. Nếu Nhị Nha thật biến thành ác linh, lúc kia, nàng khả năng không phải Nhị Nha nữa rồi. Mà khi đó, giữa bọn họ rất có thể trở thành địch nhân. Phải biết Nhị Nha và Tiểu Bạch là trời sinh đối nghịch. Như bây giờ cũng rất tốt. Về phần thực lực, nếu như Nhị Nha có thể mạnh hơn, vậy thì rất tốt, nhưng nếu như nàng không mạnh, cũng không sao cả, Dương Diệp hắn tới bảo vệ. Đương nhiên, hiện tại Nhị Nha cũng đã rất mạnh mẽ, ai bảo vệ ai, thật đúng là khó mà nói. Lúc này Nhị Nha đứng lên, trong nháy mắt, một luồng áp lực vô hình từ trong cơ thể chấn động ra, Dương Diệp và An Nam Tĩnh ở trước mặt nàng lập tức bị đẩy lui 10 trượng. Nhị Nha vội vàng bay đến trước mặt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trong mắt tràn đầy quan tâm. Dương Diệp cười nói, không có việc gì. Tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã sóng to gió lớn, vừa rồi Nhị Nha thôn vệ cự ảnh nhân, thực lực lại tăng lên. Nếu nàng thôn vệ mấy cái, sợ là hai người bọn họ liên thủ cũng không đủ Nhị Nha nhìn. Nhị Nha thấy hai người Dương Diệp không có việc gì, lập tức thở dài một hơi, sau đó nàng cười nói. Dương ca ca, giúp ta đánh mấy con quái như vừa rồi, nó rất bổ, ta muốn ăn nhiều một chút, khẳng định có thể áp chế những trí nhớ ngổn ngang trong nội đan kia. Nói xong nàng chạy về Hồng Mông Tháp, tiếp tục hấp thu. Tại chỗ. Biểu lộ của Dương Diệp và An Nam Tĩnh rất đặc sắc. Đánh nhiều mấy cái. Nói thật dễ dàng. Làm sao tìm được Kỳ Bỉ Thiên và A Tú? Đây là một vấn đề lớn. Ở biên giới tứ duy vũ trụ này, hắn một chút cũng chưa quen, làm sao tìm được. Tiểu Bạch. Con mắt Dương Diệp đột nhiên sáng lên, hắn vội vàng kêu Tiểu Bạch ra, mà giờ khắc này Tiểu Bạch vẫn còn nằm ngáy o. O, bị Dương Diệp đánh thức. Nàng có chút bất mãn ôm đầu của Dương Diệp cọ cọ. Nàng muốn ngủ. Dương Diệp ngượng ngập cười cười, sau đó nói. Tiểu Bạch, trước đừng ngủ, giúp ta một chuyện. Tiểu Bạch vuốt vuốt mắt cho tỉnh táo, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ngươi có thể liên lạc với A Tú không? Hắn biết, quan hệ của tiểu gia hỏa này và A Tú là cực kỳ tốt, ban đầu ở Thủy Nguyên Chi Địa, chính là nàng triệu hồi A Tú tới. Nghe được lời của Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt, triệu hồi A Tú. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía,
Sau một lúc lâu, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Ước chừng hơn một phút sau, Tiểu Bạch mở mắt, sau đó tiểu trảo nàng chỉ nơi xa xa. Bên kia, Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, tiểu trảo bắt đầu vung múa. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch, ý tứ của Tiểu Bạch là nàng cảm nhận được khí thức của Thiên Tú, nhưng nàng không liên lạc được, còn nguyên nhân, ý tứ của nàng là nàng không cảm giác được linh khí quá xa. Cách quá xa. Phương pháp tìm người của nàng chính là dùng linh khí, cảm thụ linh khí, lợi dụng linh khí đến tìm kiếm người mà nàng muốn tìm, hoặc là lợi dụng huyền khí đến truyền âm. Không thể không nói, năng lực này là vô cùng kinh khủng. Ít nhất Dương Diệp hắn làm không được như vậy. Dương Diệp quay đầu nhìn về phương hướng Tiểu Bạch chỉ, chỗ đó là một vùng sao trời, vô biên vô hạn, hắn căn bản nhìn không tới cuối. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch gật đầu, lúc này An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt nàng, An Nam Tĩnh nhìn nàng. Vì sao không biết nói chuyện? Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó há miệng, một chữ bay ra. Biết, nhưng không có âm thanh. An Nam Tĩnh lắc đầu, quay người rời đi. Dương Diệp cười ha ha, ôm Tiểu Bạch đi theo. Kỳ thật vấn đề này hắn đã sớm hỏi qua. Tiểu Bạch không phải là không biết nói chuyện, mà là phương pháp nàng nói chuyện bất đồng nhân loại. Nàng là linh thú, có thể nói, linh thú các nàng có phương thức trao đổi riêng của mình. Để cho Tiểu Bạch nói chuyện, giống như để nhân loại đi học thú ngữ. Hỏi một nhân loại xem vì cái không biết thú ngữ, này có chút tâm thần a. Sở dĩ nàng biết hình dáng của miệng khi phát âm, kỳ thật là bởi vì nàng và Dương Diệp ở chung quá lâu, đã hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Kỳ thật có thể là nàng không thích nói tiếng người, giống như Dương Diệp hắn. Hắn cũng không quá nguyện ý dùng phương pháp của yêu thú trao đổi với yêu thú. Đương nhiên, những thứ này chỉ là việc nhỏ. Trong tinh không, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch và An Nam Tĩnh tiếp tục đi tới. Trong tinh không mịt mờ, vô biên vô hạn, thần sắc Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hết thảy trước mặt hắn đều không biết, hắn căn bản không biết phía trước có cái gì. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải tìm được Kỳ Bỉ Thiên và A Tú. Tìm được các nàng. Chuyện thứ nhất là mang theo Kỳ Bỉ Thiên và A Tú trở về diệt mạt pháp chi địa, sau đó đối kháng thiên mệnh lão đại. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có cách tiêu diệt mạt pháp chi địa. Trừ lần đó ra, hắn cũng phải nhắc nhở Kỳ Bỉ Thiên và A Tú chuyện của thiên mệnh lão đại, để cho các nàng cẩn thận một chút. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hai người bọn họ, có một vòng xoáy màu đen quỷ dị. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, rất nhanh, hai người lựa chọn vượt qua vòng xoáy màu đen kia, nhưng ngay lúc này, bất ngờ xảy ra, vòng xoáy màu đen kia lập tức mở rộng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh thôn phệ về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhíu mày, đây là cái quỷ gì? Không dám khinh thường, hắn và An Nam Tĩnh không ngừng lui về phía sau, nhưng vòng xoáy màu đen kia phong tỏa lại bọn hắn, không ngừng cắn nuốt. Dương Diệp vung tay. Một mảnh kiếm quang kích xạ về phía vòng xoáy màu đen. Nhưng kiếm quang còn chưa tới gần vòng xoáy màu đen đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Này lại tồn tại gì? Sắc mặt Dương Diệp âm trầm, không ngừng cùng An Nam Tĩnh lùi lại. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua vòng xoáy màu đen kia, sau đó tiểu chảo nắm linh trượng nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, chung quanh vô số linh khí bay thẳng đến vòng xoáy màu đen. Nhưng trong khoảnh khắc, vòng xoáy màu đen cắn nuốt sạch những linh khí kia. Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Như vậy liền không còn. Giống. Ngay lúc này, trong vòng xoáy màu đen kia đột nhiên truyền ra một tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, tốc độ cắn nuốt của vòng xoáy màu đen kia bắt đầu nhanh hơn, điên cuồng nhanh hơn. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, lần nữa lôi kéo An Nam Tĩnh lui về phía sau. Mà trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Nàng nhìn vòng xoáy màu đen, có chút khó hiểu, làm sao lại không có hiệu quả chứ? Rất nhanh, tiểu trảo nàng vung múa rất nhanh, vô số linh khí tụ tập về phía vòng xoáy, nhưng lúc này, vòng xoáy màu đen đột nhiên ngừng lại. Hữu hiệu, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, nhưng sau một khắc, vòng xoáy màu đen xoay tròn rất nhanh, ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, vòng xoáy cắn nuốt hết linh khí mà Tiểu Bạch tụ tập tới. Sau đó một cỗ khí tức cường đại từ trong đó chấn động ra. Nó thôn phệ những linh khí kia, sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Dương Diệp trầm giọng nói. An Nam Tính nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, ý kia hiển nhiên là, tiểu gia hỏa ngươi làm chuyện tốt. Tiểu Bạch che cặp mắt của mình, sau đó nàng nhanh như chớp chạy vào trong Hồng Mông Tháp. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, sắc mặt của Dương Diệp và An Nam Tính có chút khó coi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy. Dương Diệp và An Nam Tính vội vàng chạy, nhưng vòng xoáy màu đen kia không buông tha bọn hắn, tiếp tục đuổi theo. Lúc này đây, vòng xoáy màu đen không muốn giết bọn hắn, mà là muốn linh khí. Dương Diệp đương nhiên sẽ không cho nó linh khí, hắn cũng không biết bên trong rốt cuộc là vật gì, thời điểm này nếu như cho đối phương huyền khí, vô cùng có khả năng chính là tự sát. Ngay lúc này, vòng xoáy màu đen kia ngừng lại, sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp và An Nam Tính đại biến, bởi vì ở trước mặt bọn họ, không gian nơi đó trực tiếp phân giải, rất nhanh, một khe hở không gian xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đồng thời, ở bốn phía xuất hiện từng vết nứt không gian quỷ dị, những vết nứt không gian quỷ dị này tầng tầng bao bọc bọn hắn. Đã bị bao vây. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía vòng xoáy màu đen. Muốn đánh nhau sao? Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy người tới, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Người tới chính là đám người Tá Mạc. Ngoại trừ Hoành Vạn Cổ, Lệ Đế, Tá Mạc, Đệ Nhất Thần, Thương Đao Khách đều tới. Trừ lần đó ra, còn có một hắc y nhân thần bí. Lại là đám người kia. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chắc kiếm trong tay, không biết đang suy nghĩ gì. Mà giờ khắc này, đám người Lệ Đế cũng phát hiện Dương Diệp và An Nam Tính, khi thấy hai người bị những vết nứt không gian chung quanh vây lại, đám người Lệ Đế ngẩn người, sau đó cuồng hỉ. Ha ha! Đệ Nhất Thần trước tiên nở nụ cười. Dương Diệp a Dương Diệp, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nói xong liền muốn ra tay, nhưng lúc này Tá Mạc lắc đầu. Trước làm chính sự, Đệ Nhất Thần do dự một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Cũng tốt, dù sao giờ phút này bọn hắn cũng chạy không thoát. Tá Mạc nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tính, sau đó hắn nhìn về phía vòng xoáy màu đen. Tiền bối, chúng ta đã tìm được phương pháp giải cứu ngài, hơn nữa đã tập hợp đủ. Chỉ cần tiền bối đáp ứng giúp đỡ chúng ta giết chết một người. Hiện tại chúng ta lập tức cứu các hạ đi ra. Khu vực màu đen kia trầm mặc một lát, rất nhanh, một giọng nói truyền ra. Chính là người trước mắt này. Tá Mạc gật đầu. Đúng là người này. Thanh âm kia nói. Bọn ngươi liên thủ cũng giết không được hắn. Là đang đùa giỡn với ta sao? Tá Mạc trầm giọng nói. Người này tương đối đặc thù, thực lực càng yêu nghiệt đến cực điểm, đợi tí nữa tiền bối và hắn giao thủ tự nhiên sẽ biết. Thật sao? Trong khu vực kia, một tiếng cười khẽ truyền tới. Không tệ, xem ra là một siêu cấp yêu nghiệt, ta chỉ thích chém giết loại siêu cấp yêu nghiệt này. Tiền bối đáp ứng. Tá Mạc nói. Thanh âm kia nói. Tự nhiên. Tá Mạc nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái hồ lô màu đen, rất nhanh, hắn ném hồ lô kia vào trong vòng xoáy màu đen. Trong nháy mắt, vô số linh khí tràn ngập. Chỉ chốc lát, vòng xoáy điên cuồng rung động. Mà trong hồ lô, càng ngày càng nhiều linh khí tuôn vào, rất nhanh, lần lượt từng đạo khí thế mạnh mẽ không ngừng từ trong đó chấn động ra, Dương Diệp và đám người Tá Mạc không ngừng bị cỗ uy áp này bức lui. Thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, đây là vị đại thần nào? Hắn không có ra tay ngăn cản, bởi vì Lệ Đế, Đệ Nhất Thần, Thương Đao Khách, còn có hắc y nhân thần bí kia đang nhìn chằm chằm mình. Chỉ cần hắn dám động thủ, những người kia nhất định cũng sẽ động thủ. Động thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay lúc này, vòng xoáy màu đen đột nhiên nổ bể ra, rất nhanh, một người toàn thân bao phủ khí vụ màu đỏ đi ra, trong nháy mắt, một luồng áp lực vô hình chấn động. Kể cả Dương Diệp, tất cả mọi người kìm lòng không được lui về sau 10 trượng. Thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, uy thế như vậy, hắn chỉ được chứng kiến ở trên người Đồ Sát, mà người trước mắt càng thêm bá đạo, có một loại khí thế duy ngã độc tôn. Rất nhanh. Huyết phụ tản đi, là một nữ tử. Một nữ tử mặc khôi giáp màu đỏ sậm, tay cầm trường đao. Thần sắc nữ tử bình tĩnh, nhưng cặp mắt của nàng lộ ra mùi vị bế nghệ thiên hạ. Trên gương mặt bên trái của nàng có một vết kiếm, dài bằng ngón cái, rất sâu. Nữ tử nhìn thoáng qua đám người Tá Mạc khẽ gật đầu. Nữ tử thu hồi ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Dương bất tử ta bình sinh không nợ người.
ta đáp ứng bọn hắn giết ngươi, thì sẽ giết ngươi, hiện tại ngươi có thể đưa đầu tới. Xa xa, đám người đệ nhất thần không ngừng cười lạnh, nếu như Dương Bất Tử giết không được Dương Diệp, vậy còn có bọn họ à? Nhưng Dương Bất Tử giết không chết Dương Diệp sao? Khả năng sao? Đây chính là nhân vật tuyệt đỉnh đã từng phách tuyệt muôn đời. Cho dù là Tá Mạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng trước nay chưa có. Hôm nay nên kết thúc. Mà một bên, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Dương Bất Tử. Dương tộc tộc trưởng. Dương Diệp lặng một hồi lâu, rất nhanh, đột nhiên hắn, oa, một tiếng khóc lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dương Bất Tử nhíu mày. Một điểm khí khái đàn ông cũng không có. Nói xong nàng muốn động thủ, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Lão tổ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lão tổ. Một bên, đám người đệ nhất thần ngây ra như phỗng, cái đồ chơi gì? Lão tổ. Dương Bất Tử nhíu mày sâu hơn, nhưng nàng không có động thủ, tay phải nàng vung trường đao lên, đao khí phá không, rất nhanh, mi tâm Dương Diệp xuất hiện một giọt huyết châu, giọt huyết châu kia lập tức trôi dạt đến trước mặt nàng. Nhìn giọt huyết châu kia nửa ngày, Dương Bất Tử nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là người Dương tộc ta. Dương Diệp gật đầu, hắn rất hưng phấn. Ta là Dương tộc tộc trưởng hiện tại, tổ tiên, biết được tổ tiên bị thiên mệnh vây khốn, ta trăm cay nghìn đắng xông qua cửu trọng không gian, cuối cùng qua 9 tháng 10 ngày, nhầm, 9 năm 10 tháng rốt cuộc đánh lên cửu trọng không gian, hiện tại rốt cuộc gặp được lão tổ rồi. Nói xong hắn thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Tổ tiên, từ khi ngươi biến mất, Dương tộc ta không gượng dậy nổi, cho tới bây giờ, trong tộc chỉ còn lại không tới mấy trăm người. Nói đến đây, đột nhiên hắn giận chỉ đám người Tá Mạc. Mà bọn xúc sinh này, rõ ràng còn không chịu buông tha Dương tộc ta, không chịu buông tha ta, bọn hắn một đường truy sát ta, ta nhiều lần thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn họ, ta, số ta thật khổ. Xa xa, hai mắt đệ nhất thần híp lại. Dương Diệp, ngươi muốn chết phải không? Nói xong liền muốn động thủ. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa Dương Bất Tử đột nhiên nhìn về phía đệ nhất thần, gằn giọng nói. Láo xược, ngươi tính cái đồ chơi rác rưởi gì, vậy mà cũng dám uy hiếp người Dương tộc ta. Nói xong, đại đao trong tay nàng mãnh liệt chém xuống. Ầm. Trong tràng, theo một tiếng nổ vang lên, đệ nhất thần bị oanh đến vạn trượng, vừa dừng lại, nhục thân lập tức nổ bể ra. Mọi người. Dương Diệp. Một bên, sắc mặt đám người Tá Mạc đã thay đổi. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Bọn hắn trăm cay nghìn đắng cứu cường giả tuyệt thế ra, rõ ràng con mẹ nó là tổ tiên của Dương Diệp. Tổ tiên. Tổ tiên của Dương Diệp. Trên đời này còn có chuyện tình vô nghĩa hơn nữa sao? Thần sắc đám người Tá Mạc đã biến thành vô cùng khó coi, giống như ăn 10 cân phân người. Không có chuyện tình càng biệt khuất, càng bi thảm hơn nữa. Tá Mạc có chút nghiêng đầu. Các ngươi đi trước. Đi. Xa xa, linh hồn thể của đệ nhất thần không chút do dự xoay người rời đi. Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn biết, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, người trước mắt này, là một cấp bậc với thiên mệnh đổ sát. Loại lão quái vật này, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Sau lưng Tá Mạc, Lệ Đế cũng lựa chọn thối lui. Chỉ còn Tá Mạc. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người đệ nhất thần, sau một khắc, hắn gầm thét. Dám phạm Dương tộc ta, lão tử đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Nói xong hắn bay thẳng về phía đám người đệ nhất thần. Nói đùa, thời điểm này không đánh chó mù đường còn đợi lúc nào. Một bên, Dương Bất Tử nghe được lời này của Dương Diệp, không khỏi khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Thiên phú không tệ, thực lực không tệ, còn có đảm lượng. Nàng bây giờ càng xem càng thích, dù sao cũng là người trong tộc của mình. Mà Dương Bất Tử nàng, lại là người có quan niệm gia tộc cực kỳ mạnh, trong tộc của mình xuất hiện một hậu bối như vậy, nàng tự nhiên rất cao hứng. Kỳ thật nàng thêm chú ý nữa là An Nam Tĩnh ở bên cạnh Dương Diệp, đối với An Nam Tĩnh, nàng càng vừa ý hơn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Bất Tử nhìn về phía Tá Mạc. Ngươi ngăn ta. Tá Mạc trầm giọng nói. Tiền bối nuốt lời. Dương Bất Tử nhe răng cười. Nuốt lời, ngươi muốn ta giết hậu bối của Dương tộc ta, ngươi có biết hay không? Tá Mạc trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu. Không cần nhiều lời, lúc này đây, là chúng ta ngu xuẩn. Ngu xuẩn,
nói không hối hận đó là giả, kỳ thật, từ đầu hắn đã có chút bận tâm Dương Bất Tử và Dương Diệp có quan hệ gì, nhưng lúc trước mặc dù nói sẽ không có quan hệ. Mà hắn cũng nghĩ như vậy, hai người cách xa nhau niên đại lâu như vậy, làm sao có thể có liên hệ gì? Nhưng sự thực là có liên hệ. Tá Mạc lui về phía sau một bước, hắn diệt đi tất cả ý muốn trong đầu, tay phải nắm chặt đao bên hông. Đó là một thanh đao mới tinh. Trước mặt Tá Mạc, Dương Bất Tử cười lạnh, sau một khắc, nàng cầm đao mãnh liệt bổ một phát. Cơ hồ là cùng một lúc, Tá Mạc cũng rút đao. Đao ra, thiên địa rạn nứt. Một đao kia, mang theo một cỗ khí thế quyết đánh đến cùng. Đối mặt loại cường giả này, hắn không có phần thắng gì, nhưng hắn dám chiến, hơn nữa còn là lấy mệnh tương chiến. Nhưng hắn đối mặt là một nhân vật đã từng phách tuyệt đương đại. Khí thế, niên đại đó có vô số thiên chi kiêu tử, Dương Bất Tử và Kỳ Bỉ Thiên cũng chỉ là một cái trong số đó, nhưng thiên chi kiêu tử kia đều rất yêu nghiệt. Bởi vì bọn họ và thiên mệnh sinh ở một thời đại. Thiên mệnh năm đó để cho vô số tồn tại không thể không cúi đầu. Tuy như thế, nhưng cái này không thể phủ nhận bọn hắn cường đại. Một đao của Tá Mạc vừa chém xuống, trong nháy mắt, cả người hắn bay ra ngoài vạn trượng. Áp chế. Xa xa, Tá Mạc vừa dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một ngụm máu tươi. Xa xa, Dương Bất Tử lạnh nhạt nói. Có thể tiếp được một đao của ta, ngươi coi như là hảo hán. Bất quá cái này không có ý nghĩa gì. Nói xong, tay phải nàng khiêng đao ném về phía Tá Mạc. Một đao rất bình thường, nhưng lại có lực lượng bá đạo không gì sánh kịp. Xa xa, chân phải Tá Mạc nhẹ nhàng kéo một phát, tay phải nắm chặt chuôi đao, đối mặt một đao không thể đỡ kia, hắn chỉ có chiến. Liều một trận tử chiến. Đao ra, rơi xuống. Xùy. Đao trong tay Tá Mạc nổ bể, thời điểm đao của Dương Bất Tử muốn chém lên đầu Tá Mạc, một cánh tay đen nhánh bắt được bờ vai của Tá Mạc, sau đó quăng ra ngoài trăm trượng. Cùng lúc đó, bàn tay kia vung quyền đánh vào trên chuôi đại đao. Mà xa xa, bàn tay màu đen nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, cứng rắn chặn một đao kinh khủng kia của Dương Bất Tử, không chỉ như thế, quả đấm đột nhiên chấn động, đại đao trực tiếp bay ngược về. Dương Bất Tử mặt không biểu tình, tay phải duỗi ra, chuôi đao kia lần nữa vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Nhưng lúc này, bàn tay màu đen kia đột nhiên bắt lấy Tá Mạc biến mất. Dương Bất Tử đang muốn ra tay, ngay lúc này, ở trên bầu trời, một đôi mắt lặng yên ngưng hiện. Nhìn thấy đôi mắt này, Dương Bất Tử nhíu mày. Trên không trung, cặp mắt kia nhìn chăm chú lên Dương Bất Tử. Dương Bất Tử cũng không để ý đối phương, mà là nhìn về phía xa xa, bên kia là vị trí vừa rồi Dương Diệp đuổi theo. Dương Bất Tử bước ra một bước, không gian trước mặt nàng trở nên hư ảo. Cả người nàng đang xuyên toa không gian. Nhưng ngay vào lúc này, một quả đấm to lớn đột nhiên từ bầu trời hung hăng đánh tới. Dương Bất Tử nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói. Rác rưởi, chờ lão tử. Nói xong, chân nàng bước ra một bước. Một bước này, nàng trực tiếp biến mất. Một bên khác, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đang đuổi giết đám người đệ nhất thần. Thời điểm này đệ nhất thần là linh hồn thể, căn bản không có chiến lực gì. Có thể nói, là thời điểm Dương Diệp đánh chết đối phương tốt nhất. Mà đám người đệ nhất thần hiển nhiên cũng biết điểm ấy, lúc này đây không có cùng Dương Diệp và An Nam Tĩnh quyết chiến, mà điên cuồng chạy trốn. Dương Diệp trốn, đối phương khó có thể đuổi theo hắn, nhưng giống vậy, nếu như đệ nhất thần không ham chiến, điên cuồng trốn, hắn cùng với An Nam Tĩnh cũng khó đơn giản đuổi kịp đối phương. Cứ như vậy, một phương trốn, một phương đuổi theo, chỉ chốc lát. Bọn hắn lại trở về cửu trọng không gian của Tam Duy Vũ Trụ. Mà ở cửu trọng không gian, Dương Diệp ở dưới Tiểu Bạch lợi dụng linh khí trợ giúp, rốt cuộc đuổi theo đám người đệ nhất thần. Trước mặt Dương Diệp, Lệ Đế gắt gao nhìn hắn, thời khắc này thần sắc Lệ Đế vô cùng âm trầm, bị Dương Diệp đuổi theo như thế, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn sợ tự nhiên không phải Dương Diệp, mà là vị sau lưng Dương Diệp kia, chính là tồn tại vừa rồi bọn họ thả ra. Cái gì gọi là nâng đá đập chân mình? Chính là bọn hắn vừa làm. Lệ Đế đang định nói, nhưng Dương Diệp và An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sắc mặt Lệ Đế biến hóa, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất theo, thương đao khách và hắc y nhân ở bên cạnh hắn cũng biến mất. Rầm rầm. Trong chốc lát, cửu trọng không gian bắt đầu rung động kịch liệt,
từng tàn ảnh không ngừng oanh kích. Về phần đệ nhất thần, hắn không có tham chiến, mà xoay người bỏ chạy, nhưng Dương Diệp và An Nam Tĩnh lại đuổi theo hắn. Bởi vì bây giờ hắn là dễ giết nhất. Bất kể là Lệ Đế hay Hắc Y Nhân, Thương Đao Khách, cũng không phải dễ giết như vậy. Trong lòng đệ nhất thần biệt khuất, không bao lâu trước, đệ nhất thần hắn là một trong mấy cường giả đỉnh phong nhất, tuy thời đại của hắn không có biện pháp so sánh với thời đại của Thiên Mệnh, nhưng đó cũng là cường giả đỉnh phong nhất a. Mà bây giờ, giống như chó nhà có tang bị Dương Diệp điên cuồng đuổi theo chém. Vô cùng nhục nhã. Mà đám người Lệ Đế cũng không hề từ bỏ đệ nhất thần, thời điểm này, tổn thất một vị, với bọn hắn mà nói sẽ rất tổn thương. Hơn nữa bọn hắn biết, sau khi Dương Diệp giết đệ nhất thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cứ như vậy, song phương vừa đánh vừa chạy. Nhưng không lâu lắm, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đột nhiên bay ra ngoài. Dương Diệp và An Nam Tĩnh ngừng lại, ở trước mặt bọn họ không xa, nơi đó không gian vỡ ra, một cánh tay đen nhánh xuất hiện. Lại là cánh tay này. Thần sắc Dương Diệp âm trầm, chân phải hắn đạp mạnh, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước cánh tay kia, thoáng qua, hai tay hắn nắm kiếm hung ác chém xuống. Xuy. Một kiếm rơi xuống, không gian bị xé nứt. Lúc này cánh tay kia đấm ra một quyền này, trực tiếp đánh vào trên thân kiếm của Dương Diệp. Cứng rắn đối cứng rắn. Qua trong giây lát, Dương Diệp bay ngược ra mấy trăm trượng, sau khi dừng lại, cả cánh tay phải hắn rung động kịch liệt, không chỉ có nắm đấm, ngay cả kiếm cũng đang run. Mà giờ phút này, cả cánh tay phải của hắn đã triệt để mất đi chi giác. Sau khi một quyền đánh bay Dương Diệp, nó không có ra tay tiếp, mà nhẹ nhàng phất qua, cùng đám người Lệ Đế biến mất. Ngay sau khi cánh tay kia và đám người Lệ Đế biến mất, một nữ tử rơi vào trước mặt Dương Diệp. Người tới chính là Dương Bất Tử. Dương Bất Tử nhìn thoáng qua địa phương bàn tay kia biến mất. Vật quỷ này ngươi biết là nhân vật gì không? Dương Diệp lắc đầu. Chưa từng gặp qua. Dương Bất Tử gật đầu. Lần sau gặp được, cẩn thận một chút, có thể không đánh thì đừng đánh. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Bất Tử lạnh nhạt nói. Bởi vì ngươi khẳng định đánh không lại. Dương Diệp. Hai mắt Dương Bất Tử chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, nàng nói khẽ. Không chết hết là tốt rồi. Dương Diệp nói. Ngươi cùng ta trở về sao? Dương Bất Tử trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Bất Tử nói khẽ. Phốc, số năm trôi qua, Dương tộc hiện tại đã không phải Dương tộc lúc trước của ta, bên trong không có người ta biết rồi. Trở về, trong quen thuộc mang thiết lạ lẫm, ta không thích như vậy. Đương nhiên, ta vẫn là người Dương tộc. Dương Diệp trầm mặc. Dương tộc lúc trước và Dương tộc bây giờ, đối với Dương Bất Tử mà nói, khẳng định vẫn có khác biệt. Bất quá hắn có thể cảm thụ được, Dương Bất Tử vẫn rất để Dương tộc ở trong lòng. Dương Bất Tử ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ta phải đi rồi. Đi. Dương Diệp nao nao, lập tức nói. Đi biên giới tứ duy vũ trụ. Dương Bất Tử lạnh nhạt nói. Thù phong ấn, sao có thể không báo? Ta sẽ xé xác nữ nhân kia. Hiển nhiên là chỉ Thiên Mệnh lão đại. Có thể trấn áp Dương Bất Tử nhiều năm như vậy, ngoại trừ Thiên Mệnh lão đại, sợ là không có người nào có thể làm được. Dương Diệp do dự một chút, sau đó lại nói. Đừng xung động. Dương Bất Tử rất mạnh, hắn đã thấy được. Nhưng Thiên Mệnh lão đại khẳng định càng mạnh hơn, thiên kiêu này đã từng lực áp muôn đời, để cho vô số thiên chi kiêu tử chỉ có thể ở dưới ánh sáng của nàng. Dương Bất Tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi cảm thấy ta đánh không lại nàng. Dương Diệp gật đầu, lúc này đây hắn không vuốt mông ngựa. Vuốt mông ngựa cũng phải chia người, trước mắt tuyệt đối không phải một người thích được nịnh hót. Dương Bất Tử khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Ngươi nói không sai, ta xác thực đánh không lại nàng. Nhưng đánh không lại thì không đánh sao. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Thực lực, nhiều khi không phải tu luyện ra được, mà là đánh ra. Đánh ra. Dương Diệp kỹ càng nhận thức những lời này, như có điều suy nghĩ. Dương Bất Tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Huyết mạch của ngươi mỏng manh, hơn nữa đã từng nghịch chuyển huyết mạch, ngươi hẳn không phải đệ tử cốt lõi nhất của Dương tộc. Dương Diệp gật đầu. Tổ tiên đã từng từ Dương tộc đi ra. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Bất Tử. Dương tộc chỉ dùng huyết mạch đến luận người sao?
Dương Bất Tử nhìn Dương Diệp một lát, sau đó cười ha ha, tiếng cười như sấm, chấn động toàn bộ bầu trời. Dương Diệp im lặng, tiếng cười của nữ nhân này thật quá lớn, chấn lỗ tai hắn có chút đau đớn. Cười chỉ chốc lát, Dương Bất Tử nói. Dương tộc ta dĩ nhiên không phải dùng huyết mạch đến luận người, Dương tộc là dùng thực lực luận người. Nói xong nàng bấm tay điểm một cái, một đôi bao tay xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đôi bao tay hiện lên màu tử kim, phía trên lóe ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía Dương Bất Tử, khuôn mặt khó hiểu, nhưng tay hắn đã nhận lấy đôi bao tay kia. Dương Bất Tử lạnh nhạt nói. Biết rõ đây là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Dương Bất Tử cười nói. Hoành Thiên! Hoành Thiên! Dương Diệp hiếu kỳ. Dương Bất Tử nói. Ngay cả thiên cũng có thể ngăn trở, cái thiên này, chỉ đúng là thiên mệnh. Trừ khi là thiên mệnh kiếm hoàn chỉnh, bằng không hành đạo kiếm rác rưởi kia cũng không phá được. Phối hợp thêm huyết mạch của Dương tộc ta, vật ấy không có hạn mức cao nhất. Nghe vậy, Dương Diệp đại hỉ, lợi hại như vậy. Nhưng lúc này, Dương Bất Tử cho hắn một chậu nước lạnh. Đương nhiên, dùng thực lực của ngươi bây giờ, coi như nàng dùng nhánh cây cũng có thể giết ngươi. Dương Diệp. Dương Bất Tử nhìn thoáng qua Hoành Thiên. Năm đó Dương tộc ta dốc sức chế tạo ra nó, cũng là tín vật của Dương gia gia chủ, có được vật ấy, ngươi mới tính là Dương tộc tộc trưởng chân chính. Xa xa, Dương Bất Tử ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tiên Lộ mờ mịt lúc nào cũng cố gắng hết sức, vừa thấy thiên mệnh muôn đời chung kết. Nàng là hồng câu mà thời đại của chúng ta không bước qua được, nếu như không thể vượt qua, ta tình nguyện chết. Ha ha! Theo một tiếng cười to không chút kiêng kỵ vang lên, một nhân ảnh phóng lên trời, thẳng phá thương khung. Dương Diệp trầm mặc. Dương Bất Tử. Đã từng là nhân vật tuyệt đại của Dương tộc, nghe danh không bằng gặp mặt. Đối với lão tổ tiện nghi này, giờ phút này trong lòng Dương Diệp cũng có chút kính nể. Kỳ thật, hắn có thể tưởng tượng những người ở niên đại đó bất đắc dĩ, hoặc có lẽ là bi ai như thế nào. Bởi vì những người kia cùng thiên mệnh sinh ở một thời đại. Bốn thiên mệnh, hắn đều gặp rồi. Thực lực đều rất mạnh, hiện tại hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng bất kỳ một cái nào. Mà thiên mệnh lão đại kia, bổn tôn sợ là kinh khủng hơn. Phải biết bốn người các nàng còn không có hợp nhất. Nếu như hợp nhất, thực lực bốn người tụ lại, đó là kinh khủng cỡ nào. Mình so với các nàng, thật không có ý nghĩa. Qua hồi lâu, đột nhiên Dương Diệp nở nụ cười. Yếu. Hắn vẫn luôn thừa nhận mình yếu. Yếu không đáng sợ là không biết mình yếu, còn cảm giác mình mạnh mẽ. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không phải rất yếu. Dương Diệp cười ha ha, sau đó về tới trong Hồng Mông Tháp. Giờ phút này, Tiểu Bạch đang ôm Hoành Thiên suy nghĩ. Nàng vốn định đeo lên, nhưng mà giống như chảo quá ngắn, không đeo được. Chứng kiến Dương Diệp đến, nàng nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nàng đưa Hoành Thiên tới trước mặt Dương Diệp, hai tay Dương Diệp đưa ra. Hoành Thiên trực tiếp xuất hiện ở trên hai tay hắn. Trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp trầm xuống. Thật nặng. Đây là cảm giác của Đu Uông Diệp thời khắc này. Cùng lúc đó, Dương Diệp phát hiện, dòng máu trong hai cánh tay của hắn đang nhanh chóng lưu động. Thời gian dần trôi qua, một cỗ lực lượng trước đó chưa từng có xuất hiện ở trên hai cánh tay hắn. Tăng trưởng lực lượng. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai tay, lúc này hắn cảm giác mình có năng lực khiêu chiến hết thảy. Nhưng rất nhanh, hắn khu trừ ý tưởng không thiết thực kia đi. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chắc, trong nháy mắt, không gian xung quanh hắn nứt ra, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn về bốn phía, vô cùng nhanh, trong thời gian ngắn, mấy vạn trượng chung quanh hắn biến thành hình mạng nhện. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp kinh hãi, hắn vội vàng buông nắm đấm, lúc này tiểu chảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung lên, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Mà ánh mắt nàng thì rơi vào đôi bao tay kia. Rất ngạc nhiên, phải nói, nàng xem trọng đồ chơi này. Hiện tại nàng thích nhất là chế tạo thần vật gì gì đó, những thần vật này ở trong tay nàng, đều sẽ nhận được lột xác. Ví dụ như bảo giáp trên người Dương Diệp, bảo giáp đã không phải bảo giáp ban đầu có thể so sánh. Trong tràng, Dương Diệp do dự một chút, sau đó bắt đầu vận chuyển huyết dịch trong cơ thể. Huyết mạch. Dương Bất Tử đã từng nói qua, kích hoạt huyết mạch, đôi bao tay này sẽ càng thêm kinh khủng. Đây là Dương tộc dốc toàn lực chế tạo ra cho Dương Bất Tử dùng, cũng có thể nói là cho người Dương tộc dùng,
chỉ có người Dương tộc mới có thể triển khai nó đến mức tận cùng. Theo huyết mạch vận chuyển, Dương Diệp phát hiện, hai cánh tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt, rất nhanh, mặt ngoài của Hoành Thiên tản mát ra ánh sáng màu đỏ, không gian bốn phía ở thời khắc này trực tiếp hư ảo. Lúc này một tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp, tiểu tháp không ngừng gõ bờ vai của Dương Diệp. Này dĩ nhiên là Hồng Mông tháp. Dương Diệp vội vàng ngừng lại, nếu làm tiếp, không gian chung quanh hắn sẽ biến mất. Nhìn đôi bao tay, nội tâm Dương Diệp cực kỳ chấn động. Thật khủng khiếp. Dương Diệp tâm niệm vừa động, đôi bao tay lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như dung nhập vào cánh tay hắn. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng cũng thấy rất lợi hại. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, đưa tiểu chảo ra. Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng, đôi bao tay kia tự động bay đến chỗ nàng. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Tiểu chảo của Tiểu Bạch chỉ bao tay, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng đấm đấm, ý là nàng muốn chế tạo thoáng một phát, để cho bao tay này càng thêm lợi hại. Dương Diệp cười ha ha, Tiểu Bạch này, hiện tại cũng biến thành một thợ rèn. Dương Diệp đương nhiên sẽ không phản đối, bởi vì Tiểu Bạch rất lợi hại, hắn tin tưởng, Hoành Thiên ở trong tay Tiểu Bạch nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Dương Diệp không có quấy rầy Tiểu Bạch, mà đi ra Hồng Mông tháp. Trong cửu trọng không gian, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không vô tận, phía trên chính là tứ duy vũ trụ mờ mịt. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó biến mất. Chỉ chốc lát, Dương Diệp tìm được một địa phương an toàn, hắn về tới Hồng Mông tháp. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống. Tu luyện, bất kể là hắn, hay An Nam Tĩnh, giờ phút này đều đang tu luyện, bọn hắn phải thừa dịp này, đạt tới cực hạn của mệnh cảnh. Địch nhân của hắn không đơn thuần là mạt pháp chi địa, hắn phải nhìn càng xa hơn. Trong Hồng Mông tháp, Tiểu Bạch không ngừng cải tạo Hoành Thiên, mới đầu Hoành Thiên rất tình nguyện, bởi vì nó nguyện ý tiếp cận Tiểu Bạch, nhưng thời gian dần trôi qua, nó phát hiện tiểu gia hỏa này nhất định là làm sằng làm bậy. Hoành Thiên muốn phản kháng, bất quá cuối cùng nó buông tha phản kháng. Trong này, nó phát hiện rất nhiều tồn tại không kém gì nó. Ví dụ như Thiên Mệnh Kiếm, Linh Trượng, còn có cái trừng mắt của Tiểu Bạch, nếu như nó không ngoan ngoãn nằm cho nàng đập, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cứ như vậy, ở trong Hồng Mông tháp, thời gian từng chút trôi qua. Đương nhiên, vận khí quan trọng hơn. Một số thời khắc, người cố gắng cả đời, lại không bằng người ta đầu thai. Đầu thai tốt mới là tốt nhất. Nghĩ đến tận đây, trong phòng tu luyện, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Kỳ thật, hắn sinh cũng rất tốt, cha hắn ở thế giới kia, cũng coi như là đại năng chân chính. Còn vận khí cũng tốt, một đường đi tới. Tuy không quá thuận buồm xuôi gió, nhưng cơ duyên thực sự chưa từng thiếu. Nhân sinh, cơ duyên, cố gắng, vận khí, kỳ thật thiếu một thứ cũng không được. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tâm niệm hiểu rõ, kiếm tâm trong suốt. Kiếm tâm trong suốt, kiếm mới thuần túy, kiếm tâm không trở ngại, kiếm mới có thể vô địch. Quanh người Dương Diệp, tản mát ra kiếm ý lăng lệ ác liệt đang phát sinh biến hóa nào đó. Kiếm tu, vốn là tu kiếm. Lại tu tâm. Kiếm của Dương Diệp đã tu xong hết rồi, nhưng tâm còn có một giai đoạn phải đi. Trên phi thăng đài, Tiểu Bạch đang vùi đầu rèn luyện, một tháng này, tất cả kiếm còn hữu dụng của Dương Diệp, đều bị nàng rèn qua một lần. Kể cả Thiên Mệnh Kiếm. Ở trong tất cả bảo vật của Dương Diệp, mấy thanh Thiên Mệnh Kiếm không thể nghi ngờ là rất đau đầu, bất quá ở trước mặt Tiểu Bạch, chúng đều phục phục thiếp thiếp, hoàn toàn không dám phản kháng. Bởi vì kết cục của Thiên Chu Kiếm, chúng là tận mắt nhìn thấy. Gạch chéo ngược. Lúc trước Thiên Chu Kiếm không ai bị nổi, không phải rất chảnh sao. Còn muốn giết Dương Diệp và Tiểu Bạch, kết quả cuối cùng thế nào? Kết quả chính là bị Tiểu Bạch hủy linh. Linh của Thiên Chu Kiếm tu luyện vô số năm, hấp thụ nhiều linh khí của Thiên Vũ Tộc như vậy mới dưỡng thành linh độc hữu của mình, sau đó lại được Thiên Chu Kiếm tán thành, trở thành kiếm linh của Thiên Chu Kiếm, có thể nói nó cực kỳ may mắn. Nhưng nó lựa chọn một người không nên chọn, hơn nữa còn muốn giết Dương Diệp và Tiểu Bạch. Tuy Tiểu Bạch nghịch ngợm, kỳ thật tính khí của nàng vẫn rất tốt, nếu như lúc trước Thiên Chu Kiếm bị bắt lại nhận sai, rất có thể Tiểu Bạch sẽ bỏ qua cho nó. Đáng tiếc nó không có nhận sai. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, kiếm vẫn còn, nhưng linh đã diệt. Đã có vết xe đổ của Thiên Chu Kiếm, Vãng Sinh Kiếm và Thái U Kiếm hoàn toàn không có ý niệm phản kháng. Còn Ngũ Hành Kiếm,
chúng lại càng không phản kháng. Bởi vì nếu chúng nó phản kháng, Tiểu Bạch sẽ lệnh Thiên Mệnh Kiếm áp chế chúng. Vì chúng còn thua Thiên Mệnh Kiếm một ít, điều này cũng là điểm bất đắc dĩ nhất của chúng. Nói tóm lại, Tiểu Bạch chính là lão đại của những thần khí này. Có lẽ chúng dám phản kháng Dương Diệp, nhưng tuyệt đối không dám phản kháng Tiểu Bạch. Kỳ thật, sở dĩ chúng không phản kháng, còn có một nguyên nhân khác, chính là trải qua Tiểu Bạch đập, chúng xác thực được tăng lên. Ngày hôm nay, Nhị Nha đột nhiên đi tới phi thăng đài. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Nhị Nha, nhếch miệng cười cười. Nhị Nha nhìn thoáng qua những thần kiếm trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nàng thuận tay cầm lên Thiên Chu Kiếm khẽ run, có chút phản kháng. Nhị Nha nhíu mày. Mấy thanh kiếm đều không quá quen thuộc Nhị Nha, bởi vì lúc chúng nó đi theo Dương Diệp, phần lớn thời gian Nhị Nha đều đang hấp thu nội đan. Nhị Nha nhìn thoáng qua Thiên Chu Kiếm có chút phản kháng, lạnh nhạt nói. An tĩnh chút cho ta. Thiên Chu Kiếm không chỉ không yên tĩnh, ngược lại rung động kịch liệt. Hiển nhiên nó cũng là có tính khí. Không phải ai cũng có thể nắm nó trong tay. Nhị Nha nhíu mày, hai tay nàng nắm lấy Thiên Chu Kiếm, sau đó dùng lực, trong nháy mắt, Thiên Chu Kiếm trực tiếp cong lên. Ông! Một tiếng kiếm reo từ trong Thiên Chu Kiếm vang vọng lên. Lúc này Nhị Nha buông lỏng tay, Thiên Chu Kiếm trực tiếp đâm vào trên đầu Nhị Nha, nhưng nó lại bị đẩy lùi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía đầu của Nhị Nha, cứng như vậy sao? Nhị Nha vỗ đầu một cái, không đau, mà có chút ngứa. Kiếm cuối cùng là kiếm, không có người khống chế, uy lực rất có hạn. Nhị Nha nhìn thoáng qua Thiên Chu Kiếm, sau đó nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Đến giúp ta một chuyện, ta muốn rất nhiều linh khí. Tiểu Bạch bỏ kiếm lại, sau đó bay đến trên vai Nhị Nha, nàng tò mò vuốt đôi sừng kia. Sừng màu vàng sậm, bị Tiểu Bạch sờ, Nhị Nha nao nao, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch đi tới địa phương của mình, nàng ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch hiểu ý, lập tức thả ra vô số linh khí. Nàng cần linh khí hiển nhiên là cực lớn, bằng không thì sẽ không tìm Tiểu Bạch, hoàn toàn có thể tự mình hấp thu linh khí trong thế giới này. Nếu như nàng nhu cầu quá lớn, một mình hấp thu linh khí, vô cùng có khả năng hút sạch. Bởi vậy nàng phải tìm Tiểu Bạch hỗ trợ. Vĩnh Hằng Quốc Độ, Trung Châu, trong một gian đại điện. Hoang Doanh ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải là Hoang Huyền và Hoang Bất Nhị, cùng với Bất Tử tộc tộc trưởng. Hắc Y Nhân nói, ân, này là yêu cầu của chủ nhân nhà ta. Hoang Doanh trầm giọng nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ không có thần linh thần mạch, thì không còn là Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi. Hắc Y Nhân lạnh nhạt nói, không quan hệ tới chúng ta, các hạ chỉ cần trả lời cho hay không cho là được. Nghe vậy, hai mắt Hoang Doanh hơi híp lại, đối phương là đang uy hiếp. Nhiệt độ trong đại điện băng lạnh xuống. Hắc Y Nhân khoanh tay trước ngực, im lặng không nói, rất bình tĩnh. Qua hồi lâu, Hoang Doanh thu hồi ánh mắt. Không thể dàn xếp thoáng một phát sao? Không có thần linh, chúng ta làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ đã không có ý nghĩa gì. Ngươi, các hạ là không muốn, đúng không? Hắc Y Nhân đột nhiên cắt đứt lời của Hoang Doanh. Hoang Doanh trầm giọng nói. Xem ra là không có cách nào dàn xếp rồi, đúng không? Hắc Y Nhân khẽ cười nói. Không có chúng ta tương trợ, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chớ ngây thơ, cũng đừng quá xem trọng mình. Thứ cho ta nói thẳng, thần mạch thần linh này, chủ nhân nhà ta là chắc chắn phải có được. Đương nhiên, chúng ta hy vọng chính ngươi ngoan ngoãn giao ra, như vậy sẽ tốt với tất cả mọi người. Hoang Doanh trầm mặc. Bên cạnh Hoang Doanh, Hoang Bất Nhị đột nhiên nói. Các hạ, chúng ta có thể làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ, bên các hạ xác thực không thể bỏ qua công lao, nhưng sở dĩ Vĩnh Hằng Quốc Độ được mọi người hướng tới, chính là bởi vì có thần linh thần mạch, mà hôm nay, các ngươi muốn lấy đi thần mạch. Đối với chúng ta mà nói, làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Thẳng thắn hơn, chúng ta không muốn làm mai mối cho người khác. Hắc Y Nhân khẽ lắc đầu. Vậy thì không cần nói chuyện. Nói xong, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện ba hư ảnh, trừ cái đó ra, trong đại điện, có mười mấy người đột nhiên đứng ở sau lưng hắn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Hoang Doanh lập tức âm trầm. Hắc Y Nhân nói. Hoang Doanh. Người rất không biết điều, thứ cho ta nói thẳng, nếu như Hoàng đế vẫn còn, có lẽ chúng ta còn có thể kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ,
hoàng tộc ngươi không có bất kỳ vốn liếng nào có kè mặc cả với bọn ta. Nói xong hắn biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt Hoàng Doanh đại biến, nhưng lúc này, Hoàng Bất Nhị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Hoàng Bất Nhị đấm ra một quyền, khi hắn ra quyền, một nắm đấm đã đánh vào trước ngực hắn. Ầm. Trong nháy mắt, cung điện ầm ầm nổ tung, hóa thành cho tàn. Bụi khói tan đi, Hoàng Bất Nhị đã xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, trước ngực lõm vào, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Trong mắt Hoàng Bất Nhị tràn đầy vẻ ngưng trọng. Người trước mắt này lúc trước che giấu thực lực. Trong tràng, theo Hoàng Bất Nhị bị đẩy lui, chung quanh triệt để yên tĩnh lại. Thế giới này, cường giả vi tôn, ai mạnh, lời nói của người đó có trọng lượng. Hắc Y Nhân oanh bay Hoàng Bất Nhị xong, hắn nhìn về phía Hoàng Doanh, sắc mặt Hoàng Doanh bình tĩnh, không có bối rối, cũng không có khẩn trương, càng không có sợ hãi. Hắc Y Nhân cười nói. Không tệ, gặp nguy không loạn. Hoàng Doanh lạnh nhạt nói. Các hạ, người muốn lấy đi thần linh kia, hoàng tộc ta không ngăn cản được ngươi, nhưng tựa hồ các hạ quên mất một điểm. Hắc Y Nhân hỏi. Cái gì? Hoàng Doanh cười nói. Thần linh kia là linh vật, mà Dương Diệp đã từng nói, không được tổn hại linh vật, các hạ lấy đi linh vật, không sợ hắn tìm các hạ sao? Hắc Y Nhân cười khẽ. Dương Diệp, thật buồn cười, các ngươi sợ hắn, không có nghĩa là chúng ta cũng sợ hắn. Hôm nay, chúng ta muốn lấy đi linh mạch của Vĩnh Hằng Quốc Độ, không chỉ muốn lấy đi thần linh, tất cả thiên địa linh vật trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, ta đều muốn lấy đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Dương Diệp hắn có thể như thế nào. Nói xong hắn quay người đi ra. Bảo người của ngươi ở tứ giới khởi động trận pháp chúng ta bày ra, nếu dám nói nửa chữ không, sau nay trên đời không còn hoang tộc. Nói xong, hắn biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng vô cùng yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hoàng Doanh đột nhiên nói. Lập tức liên hệ Dương Diệp, nói có người muốn đổ sát linh. Trung giới. Lúc trước là chủ thành của Hình gia, giờ phút này chủ thành này đã loạn túi bụi. Sau khi vạn giới đánh vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, kết quả chính là điên cuồng cướp đoạt, điên cuồng giết chóc. Mặc kệ dùng danh nghĩa gì phát động chiến tranh, nhưng có một điểm là không bao giờ thay đổi, chính là chiến tranh tàn khốc và ích kỷ. Đoàn người Hắc Y Nhân trực tiếp tiến vào trong thành, Hắc Y Nhân có chút nghiêng đầu. Để cho tất cả mọi người ở trong nửa khắc lui ra ngoài, bằng không thì, giết toàn bộ. Bên người, một thủ hạ quay người rời đi. Hắc Y Nhân chậm rãi đi tới, rất nhanh, hắn đi tới trung tâm nhất, ở trước mặt hắn, là một trận pháp vô cùng lớn. Hắc Y Nhân chậm rãi đi tới trước trận pháp kia, ở trong trận pháp có một dây thừng màu vàng không ngừng hiện ra. Ngay lúc này, trong thành đột nhiên náo động. Hắc Y Nhân quay người, trước mặt hắn, một Hắc Y Nhân khác lặng yên ngưng hiện, ôm quyền cúi đầu. Người trong thành không muốn rời đi. Hắc Y Nhân gật đầu. Giết, giết nhiều một chút, bọn hắn sẽ đi. Tuân lệnh. Hắc Y Nhân kia quay người rời đi. Chỉ chốc lát, trong thành bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mệnh cảnh. Đừng nhìn Dương Diệp đối mặt qua vô số cường giả mệnh cảnh, nhưng ở trong vũ trụ này, cường giả mệnh cảnh vẫn cực kỳ ít. Mà những người trong thành này, đều là cường giả vạn giới chạy tới kiếm chỗ tốt, cường giả mệnh cảnh chân chính vẫn rất ít, bởi vậy sau khi những Hắc Y Nhân kia xuất thủ, những người trong thành kia cơ bản không có năng lực phản kháng. Đồ sát. Không đến nửa khắc, gần mấy vạn người ngã xuống, thời điểm này, những người khác trong thành hiển nhiên đã ý thức được vấn đề, nhao nhao chạy ra ngoài. Nửa khắc sau, cả thành chỉ còn lại đám người Hắc Y Nhân. Người còn lại đều đào tẩu. Hắc Y Nhân đi tới trước tế đàn, hai bên phân biệt đứng bốn Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân vung tay phải lên, một cái hồ lô bay đến trên tế đàn, rất nhanh, hồ lô kia bắt đầu rung động, trong nháy mắt, vô số linh khí trong thành điên cuồng tụ đến. Theo linh khí càng ngày càng nhiều, trận pháp bắt đầu rung động, chỉ chốc lát, cả thành cũng rung động theo. Hắc Y Nhân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong tế đàn kia, dây thừng màu vàng điên cuồng lập lòe, như đang đợi cái gì. Rầm rập. Lúc này cả tòa thành rung động kịch liệt, sau đó bắt đầu sụp đổ, vô số khói bụi phóng lên trời. Đám người Hắc Y Nhân che chở lấy trận pháp, không để cho nó bị lực lượng chung quanh ảnh hưởng. Không chỉ chỗ này, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, rất nhiều địa phương đều đang rung rung. Trong thành, đại địa cuồn cuộn, qua không biết bao lâu, đại địa dưới trận pháp kia vỡ ra, rất nhanh, một tiếng giống giận dữ từ trong đó truyền ra.
Tiếng rồng ngâm. Theo tiếng rồng ngâm vang lên, một cái đầu rồng to lớn từ lòng đất chui ra. Lớn. Cái đầu này quả thật là giả thiên tế nhật. Đầu rồng vừa xuất hiện, trận pháp kia nhanh chóng vận chuyển, cùng lúc đó, trong trận pháp, một dây thừng màu vàng đột nhiên quấn vào trên đầu cự long, ngay sau đó, cả trận pháp xuất hiện vô số sợi tơ màu vàng, những sợi tơ này tầng tầng bao vây lấy cự long. Đầu rồng điên cuồng giãy giụa, nhưng nó càng giãy giụa, những sợi tơ kia co rút càng chặt. Ngay lúc này, đầu rồng tranh đấu kịch liệt, cùng lúc đó, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ đều cảm nhận được đại địa run rẩy. Thần linh linh mạch muốn đi ra. Thân thể của nó quấn quanh toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, nó khẽ động, không thể nghi ngờ là làm cho cả Vĩnh Hằng Quốc Độ chấn động. Trước mặt đầu rồng, tay phải của Hắc Y Nhân dựng lên, rất nhanh, ở rất nhiều nơi trong Vĩnh Hằng Quốc Độ đều xuất hiện trận pháp giống nhau, thân thể cự long vừa hiện lên, đã trực tiếp bị trận pháp gắt gao vây khốn. Ở trước mặt những trận pháp này, bất kể cự long giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, những trận pháp kia khốn nó gắt gao. Trung giới, trong thành, Hắc Y Nhân kia lấy ra một cái hồ lô màu đen, hắn dùng hồ lô nhắm ngay đầu rồng, trong khoảnh khắc, vô số linh khí trên người cự long điên cuồng hội tụ về phía hồ lô. Hấp linh, thần linh linh mạch là thiên địa linh vật, linh khí là căn nguyên của nó, mà nó là ngọn nguồn linh khí của Vĩnh Hằng Quốc Độ, hút linh khí của nó đi. Chẳng khác nào là đang hút đi linh khí của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mà linh khí của toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ thì càng ngày càng ít. Bất quá, không người nào dám ngăn cản. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, thần linh linh mạch càng ngày càng suy yếu, giờ phút này nó đã không còn phản kháng. Kỳ thật thực lực của nó không hề thấp, bất quá hồ lô và trận pháp kia, còn có dây thừng màu vàng hiển nhiên là chuyên môn chuẩn bị cho nó, tăng thêm thực lực của đám người Hắc Y Nhân cường đại. Bởi vậy nó căn bản không có sức phản kháng. Ngay lúc này, Hắc Y Khân kia đột nhiên quay người, sau một khắc, bên phải hắn, một tia kiếm quang lóe lên, qua trong giây lát, một cường giả mệnh cảnh đầu bay ra ngoài. Phốc, máu tươi như trụ. Một nam tử xuất hiện ở trước mặt thi thể không đầu, người tới đúng là Dương Diệp. Đám người Hoang Doanh cũng không có tìm được Dương Diệp, mà là thời điểm linh khí của Vĩnh Hằng Quốc Độ biến mất, Tiểu Bạch phát giác không đúng. Sau đó mang theo Dương Diệp chạy tới. Tiểu Bạch, kỳ thật nàng không quá thích nhân loại, đương nhiên, ngoại trừ đám người Dương Diệp. Nhưng nàng đối với thiên địa linh vật lại cực kỳ gần gũi, Dương Diệp và đám người Nhị Nha là thân nhân của nàng, mà những thiên địa linh vật kia là đồng loại của nàng. Mà thiên hạ vạn linh, cơ hồ đều dùng nàng cầm đầu. Đặc biệt là lúc trước nàng gọi vạn giới vạn linh tương trợ, những linh vật kia đến giúp nàng, nàng càng quan tâm thiên địa linh vật. Khi phát giác được Vĩnh Hằng Quốc Độ biến hóa, nàng lập tức kéo Dương Diệp chạy đến. Đối diện Dương Diệp, Hắc Y Nhân kia quan sát Dương Diệp một chút, khẽ cười nói. Ngươi chính là Dương Diệp, nghe nói. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hắc Y Nhân kia phản ứng cực nhanh, thời điểm Dương Diệp biến mất, hắn đấm ra một quyền. Ầm, theo một tiếng nổ vang, Hắc Y Nhân bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, Hắc Y Nhân ngẩng đầu, hai tay hư chiêu, trong chốc lát, hai thanh đoản đao lặng yên ngưng hiện, thoáng qua, thân thể hắn xoay tròn một cái, vô số lưỡi đao tựa như vòi rồng bao phủ Dương Diệp. Mấy đạo kiếm quang từ trong vô số lưỡi đao hiện ra, những lưỡi đao kia bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Nhưng Hắc Y Nhân kia đã lui đến ngoài ngàn trượng. Bảy Hắc Y Nhân ở chung quanh cũng đứng ở sau lưng Hắc Y Nhân cầm đầu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch gật đầu, nàng bay đến trong trận pháp. Nhìn thấy một màn này, đám người Hắc Y Nhân muốn ra tay, nhưng lúc này, một đạo kiếm ý bao phủ bọn hắn. Đám người Hắc Y Nhân lập tức nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, trước mắt là Dương Diệp, tồn tại để cho đám người Hoành Vạn Cổ bó tay toàn tập. Dương Diệp cũng không có ra tay, hắn đang chờ Tiểu Bạch cứu thần linh linh mạch ra. Tiểu Bạch tiến vào trong trận pháp kia lập tức nhằm vào Tiểu Bạch, đặc biệt là dây thừng màu vàng, nó bay thẳng đến công kích. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo vung lên, trong nháy mắt, vô số thanh kiếm chém về phía dây thừng màu vàng. Những kiếm này, đúng là ba thanh thiên mệnh kiếm, ngũ hành kiếm, xích tiêu kiếm, kiếm thủ. Đều vượt qua siêu thần khí. Tuy Tiểu Bạch không biết kiếm đạo, nhưng nàng có linh khí, chỉ cần nàng cho những kiếm kia linh khí vô cùng vô tận là được.
Dây thừng màu vàng còn chưa tới gần Tiểu Bạch, đã bị vô số chuôi kiếm chém bay. Sợi dây thừng kia cũng không phải dây thừng thông thường, nhưng đáng tiếc, nó đối mặt là Tiểu Bạch, Tiểu Gia Hỏa có vô số bảo bối vượt qua siêu thần khí. Tiểu Bạch cũng không có đi quản dây thừng màu vàng, đám người Thiên Mệnh kiếm đã có thể gắt gao áp chế, nó hoàn toàn không gây ra được sóng gió. Còn dư lại chính là linh trận. Theo tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung lên, những linh khí trong trận pháp kia lập tức ngừng lại, linh khí dừng lại, trận pháp lập tức đình chỉ. Hồ lô cũng dừng lại, nhưng mà rất nhanh, nó xoay người chạy. Bất quá động tác của Tiểu Bạch càng nhanh, nàng ôm hồ lô màu đen, sau đó tiểu trảo vỗ lên hồ lô vốn giãy giụa kịch liệt lập tức bình tĩnh lại. Nhưng mà rất nhanh, nó lại bắt đầu phản kháng. Tiểu Bạch nhẹ nhàng khẽ hấp, trong nháy mắt, linh khí trong hồ lô giống như vỡ đê tuôn ra, sau đó toàn bộ bị Tiểu Bạch hút vào. Hồ lô hoàn toàn mộng bức. Bình thường chỉ có nó hấp linh khí người khác, lần này nó cư nhiên bị hấp. Tiểu Bạch nhìn hồ lô, nhếch miệng cười cười, tiếp đó nàng giơ hồ lô lên nhìn Dương Diệp, ý kia là, nhìn, lại được một bảo bối. Dương Diệp. Đối diện Dương Diệp, hắc y nhân cầm đầu cười nói. Dương Diệp, không nghĩ tới người thật dám đến, xem ra, người rất tự tin với mình. Dương Diệp nhìn về phía hắc y nhân kia. Hoặc là động thủ, hoặc câm miệng. Hắc y nhân cười gằn. Dương Diệp, mở to hai mắt của ngươi nhìn xem bốn phía. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía. Cơ suy suy suy. Ở bên ngoài trăm trượng, không gian đột nhiên tầng tầng vỡ ra. Mai phục. Hiển nhiên đám người hắc y nhân đã sớm tính đến Dương Diệp trở về. Hắc y nhân cười ha ha. Dương Diệp a Dương Diệp, nếu ngươi không đến, chúng ta thật hết cách với ngươi, nhưng ngươi lại muốn tới. Chứng kiến kết giới chung quanh không? Không gian chung quanh đã bị bí pháp gia cố, linh tổ của ngươi không phải rất lợi hại sao? Để cho nó thử xem có thể phá vỡ hay không? Ngươi! Nói ở đây, thanh âm của hắc y nhân đột nhiên im bặt. Bởi vì một đạo kiếm quang hung ác bổ về phía hắn. Sắc mặt hắc y nhân biến hóa, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, khí lãng ngưng tụ thành một tấm thuẫn chắn ở trước mặt hắn. Phòng thủ. Trong kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng quá mạnh, liều mạng sẽ thảm hại hơn. Kiếm chí. Ầm. Tấm thuẫn ầm ầm nổ tung, hắc y nhân thì bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Những hắc y nhân ở chung quanh đang muốn ra tay. Dương Diệp cầm kiếm quét ngang, kiếm ý cường đại chấn động ra, những người kia còn chưa ra tay đã bị chấn liên tục lùi lại. Dương Diệp cũng không có ra tay, mà rút lui về tới bên cạnh Tiểu Bạch. Tiểu tử này mới trọng yếu nhất. Trong một vùng hư không khác, Hoang Doanh mang theo hoang tộc và cường giả các giới nhìn Dương Diệp và đám hắc y nhân, im lặng không nói. Thần sắc mọi người cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì Dương Diệp còn mạnh hơn trước. Sau một lúc lâu, Hoang Doanh nói, mọi người không cần suy nghĩ nhiều, hắn càng mạnh mẽ hơn, đối với chúng ta mà nói không phải chuyện xấu. Chúng ta và hắn không có xung đột lợi ích trực tiếp, có hắn ở đây, mạt pháp chi địa sẽ tâm tồn cố kỵ, đối với chúng ta mà nói, này là một chuyện tốt. Nghe vậy, thần sắc mọi người khẽ buông lỏng. Như Hoang Doanh nói, có Dương Diệp ngăn mạt pháp chi địa, đối với hoang tộc và bọn hắn mà nói, là một chuyện tốt. Nếu như không có Dương Diệp, mạt pháp chi địa độc đại, đối với bọn họ là một tai nạn. Xa xa, dưới sự trợ giúp của Tiểu Bạch, những dây thừng màu vàng trên người cự long đã càng ngày càng ít. Dương Diệp cũng không có ra tay, bởi vì những dây thừng kia hầu như đã dung nhập vào trong nhục thể của cự long, để cho hắn ra tay, kiếm của hắn có thể phá vỡ dây thừng, nhưng có thể sẽ làm bị thương cự long, hơn nữa hắn cần trấn nhiếp đám người hắc y nhân kia. Mà đám người hắc y nhân kia cũng không có ra tay. Mới vừa rồi giao thủ, đã để cho bọn hắn rõ ràng nhận thức được bọn họ và Dương Diệp chênh lệch. Bây giờ tiếp tục ra tay, thuần túy là muốn chết. Đám người hắc y nhân không ra tay, Dương Diệp cũng không ra tay. Rất nhanh, toàn bộ dây thừng màu vàng bị Tiểu Bạch khu trừ, lúc này Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó nhìn thần linh thần mạch cua múa tiểu trảo. Tất cả mọi người biết rõ nàng là có ý gì. Bên kia, sắc mặt đám người Hoang Doanh cực kỳ khó coi. Không cần phải nói, thiện linh kia nhất định đang lừa thần linh thần mạch, muốn lừa nó đi. Những người khác hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt khó coi, nếu như thần linh thần mạch này đi theo tiểu gia hỏa kia. Ngay lúc này, cách đó không xa xảy ra bất ngờ.
ầm ầm. Ở trong kết giới, đại địa đột nhiên run lên kịch liệt, rất nhanh, một ngọn núi lớn đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó, một cự nhân giơ ngọn núi lớn kia lên. Toàn thân cự nhân do từng cự thạch to lớn màu đen ngưng tụ thành, ở trước mặt nó, thiên địa cũng có chút nhỏ bé. Thật sự quá lớn. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua cự nhân, sau đó nàng vội vàng nhìn về phía cự long, tiểu chảo quơ quơ. Hiển nhiên là gọi cự long theo nàng chạy. Cự long nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, cuối cùng nó nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Nhân loại. Dương Diệp nhìn thoáng qua cự long, khẽ gật đầu. Như thế nào? Cự long trầm giọng nói. Nếu như ta theo ngươi rời đi, linh khí của giới này sẽ bắt đầu tiêu tán, tối đa 10 năm, thế giới này sẽ tan vỡ. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi muốn ở lại không? Cự long lắc đầu. Nhân loại, ngươi rất cường đại, ngươi có bằng lòng thủ hộ ta, thủ hộ thế giới này hay không? Dương Diệp nao nao, sau đó hắn quyết đoán lắc đầu. Thần sắc Dương Diệp bình tĩnh nhìn cự nhân, Tiểu Bạch về tới trên bả vai hắn, nàng nhìn thoáng qua thần linh linh mạch, cũng không có vung chảo. Nàng tới cứu linh, nhưng nếu như linh không đi theo nàng, nàng cũng không có biện pháp. Hơn nữa, lúc này bọn hắn đến, bản thân là rất nguy hiểm. Cự nhân đã si càng ngày càng gần. Lúc này thần linh linh mạch đột nhiên nhìn về phía hư không, cũng chính là vị trí của đám người hoang doanh. Nhân loại, yêu cơ tộc, vạn giới, nếu như ta lưu ở nơi đây, các ngươi có nguyện thủ hộ ta chu toàn hay không? Vùng hư không đó, sắc mặt đám người hoang doanh thấp trầm như nước, đều im lặng không nói. Thần linh thần mạch hiển nhiên là muốn ở lại thế giới này, nhưng vấn đề là, hiện tại có người muốn giết nó. Mà bọn hắn chỉ cần có người nguyện ý bảo hộ nó sẽ nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi đây. Trong hư không, mấy thức trôi qua, đám người hoang doanh trầm mặc như trước. Bảo hộ thần linh. Đám người hắc y nhân này rất có thể là mạt pháp chi địa, bọn hắn lấy cái gì đi bảo hộ thần linh? Bọn hắn muốn bảo hộ, muốn thần linh linh mạch ở lại, nhưng sự thực là, bọn hắn lưu không được. Bọn hắn không dám đối kháng mạt pháp chi địa. Thần linh linh mạch thu hồi ánh mắt. Qua hồi lâu, nó nhìn về phía Dương Diệp và Tiểu Bạch. Ta đi với ngươi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, tỏ vẻ hoan nghênh. Cự Long nhìn về phía Dương Diệp. Thay ta ngăn cản một phút đồng hồ, ta đi ra. Dương Diệp gật đầu. Được. Hai mắt của thần linh linh mạch chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, thân hình trải rộng toàn bộ vĩnh hằng quốc độ của nó bắt đầu rung động. Tùy theo đó, toàn bộ vĩnh hằng quốc độ bắt đầu điên cuồng rung rung. Vô số núi lở. Vô số địa liệt. Lúc này Dương Diệp đã đưa Tiểu Bạch vào trong Hồng Mông Tháp, thân hình hắn run lên, kiếm quang bắn về phía thạch cự nhân. Giờ khắc này, hắn không xuất thủ không được, bởi vì thạch cự nhân đã tới trước mặt bọn hắn. Thạch cự nhân đột nhiên nện xuống một quyền. Một quyền này rơi xuống, giống như trời sập, vô cùng kinh khủng. Kiếm quang tiêu tán, một nhân ảnh bị chấn bay ra ngoài. Nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Xa xa, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cứng rắn ngừng lại. Lúc này cách đó không xa, hắc y nhân kia đột nhiên cười lạnh nói. Dương Diệp, đây là... Đột nhiên Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua hắc y nhân. Đây là tổ tông của ngươi hả, không ngừng trang bức, an tĩnh một chút cho lão tử. Nói xong, hắn cắm kiếm vào vỏ, sau đó chạy về phía thạch cự nhân. Tốc độ của hắn tăng lên quá nhanh. Nhanh đến trong sân xuất hiện từng đạo tàn ảnh như thực chất. Trong ánh mắt của vô số người, Dương Diệp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của thạch cự nhân. Một kiếm chém xuống. Trảm thiên bạt kiếm thuật bộc phát. Một kiếm này rơi xuống, thiên địa đều nứt. Dưới Dương Diệp, thạch cự nhân nâng hai tay lên, sau đó giao thoa chắn ở đỉnh đầu của mình. Nhưng thời điểm kiếm rơi xuống, đôi tay kia bị chém nứt, kiếm không có ngừng, mà hung ác chém xuống. Rất nhanh. Dương Diệp đã rơi vào dưới chân của thạch cự nhân. Yên lặng một cái chớp mắt, thân thể thạch cự nhân chia làm hai nửa, sau đó té xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Một kiếm miểu sát. Dương Diệp thu kiếm, lúc này thần linh linh mạch đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt, toàn bộ vĩnh hằng quốc độ rung động kịch liệt. Trước mặt đám người Dương Diệp, hình thể của thần linh linh mạch càng ngày càng nhỏ. Nó đang co rút lại. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đám người hắc y nhân, mặt không biểu tình, cứ như vậy nhìn xem. Những người này, chỉ cần ai dám động, người đó phải chết.
Rất nhanh, thần linh mạch càng rút càng nhỏ, mà ở các nơi của Vĩnh Hằng Quốc Độ, phàm là chỗ bộ phận thân thể nó biến mất, linh khí chỗ đó sẽ lập tức dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Mà những địa phương linh khí vốn ít, càng trực tiếp khô kiệt. Qua không biết bao lâu, thần linh mạch đột nhiên cúi người vọt về phía Dương Diệp. Rất nhanh, thần linh mạch xông vào trong cơ thể Dương Diệp, cũng chính là trong Hồng Mông Tháp. Ha ha! Lúc này cách đó không xa, hắc y nhân kia đột nhiên cười phá lên. Dương Diệp a Dương Diệp, người có biết, người hủy Vĩnh Hằng Quốc Độ, người sẽ biến thành địch nhân của toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ hay không? Ha ha! Theo hắc y nhân nói xong, kết giới chung quanh đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, đám người hắc y nhân nhao nhao thối lui. Âm mưu! Đây là một cái bẫy dành cho hắn, cố ý để cho hắn tới cứu thần linh mạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 186.